học về một cái chương mới. Hôm nay chúng ta học về chương mới Trưởng lão Văn Vi Sát. Lão Văn Vi Sát. Thì các vị có thời gian, các vị vào ở trong Học Chi, Học Một Chi, tức là tức là phần đầu của Tăng Chi Bộ Kinh, chương người tới thắng, chương cái trung tờ đó thì vào trong đó thì các người sẽ thấy có một trong đó có nói đến 47 vị trưởng lão tăng và 13 vị trưởng lão ni, tức tổng cộng là 60 vị đại đệ tử của Đức Phật. Mỗi vị sở trường một cái biệt hạnh, một cái thắng hạnh, một cái biệt hạnh và thắng hạnh. Thì ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất của trí tuệ, rồi ngài A Nan là đệ nhất đạo văn, là một vị như vậy. Đó là 47 vị tăng và 13 vị ni. Thì trong đó có một cái nhân vật, có một nhân vật rất là độc đáo, đó là Văn Vi Sát. Văn Vi Sát đệ nhất ứng khẩu, đệ nhất của ứng khẩu, đệ nhất ứng khẩu, chữ Pali kêu là Pratipha, đệ nhất ứng khẩu, tức nghĩa là ngài nhìn thấy một cái sự kiện gì đó thì ngài lập tức có ngay một cái bài kệ, để mà trình bày, để mà mô tả, để mà diễn tả lại cái sự kiện đó. Vì như vậy, nhanh như vậy thì nhanh lắm, rất là đặc biệt. Thì kinh nói sao thì chúng tôi rồi thì bà con xem thêm ở trong internet nhé, thì tìm hiểu thêm về ngài. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc sơ thôi. Ngài trước khi ngài Văn Vi Sát, trước khi đi xuất gia đó, ngài là một vị Bà La Môn rất là đặc biệt, vì ngài sở hữu một cái khả năng rất là đặc dị, đó là khi mà ngài gõ cái ngón tay lên trên một cái sọ người chết ấy, một cái đầu lâu, một cái sọ người ấy, thì ngài có thể biết được người đó hiện giờ đã đi tái sanh về đâu, gần hay xa, đặc biệt như vậy đó. Rất là nổi tiếng về cái biệt hạnh này, về cái khả năng mà coi như là đặc dị này, là đặc dị ấy. Tức là trước khi đi xuất gia theo Phật thì ngài có cái tài này, gõ vào cái đầu lâu, gõ vào cái sọ người ấy, có thể nói được cái chỗ đi của họ. Mà nói đúng rồi nha, chứ không phải nói tào lao kiểu các nhà ngoại cảm của ta trong nước, thì không phải, mình là thứ thiệt ạ. Thì lần đó khi mà cơ duyên dính mùi đó, thì ngài đã tìm đến với Đức Phật, và Đức Phật đã dùng thần thông lấy ngài để A-la-hán nhiều lắm. Có những vị và A-la-hán mà viên tịch trong rừng sâu núi thẳm hoang sơn giả là, thì cái chữ ghi này nè, chữ ghi sát, chữ ghi đấy phía trên thì để cái dấu trường âm, tức là dấu huy, bên đó là còn kiếm còn đã nữa, kiếm còn nhanh nữa. Thôi thì ở đây chúng ta trở lại bài kinh số 1. Lúc bây giờ thì tôn giả Văn Vi Sa ở tại Alavi, ngôi đền Akgalabat, cùng với tôn giả Nikro Thích Cấp đấy. Rồi khi đó tôn giả là một vị tăng tỷ kheo xuất gia chưa bao lâu, được ở lại để coi tình sát. Thì ở đây là nhà Minh Châu, ngày không có dịch, mà ngày không dịch chữ, mà ngày dịch nghĩa. Cái chữ Quý Hà đó, Quý Hà đó, Bà Lát, có nghĩa là cái người coi chùa, là người coi chùa là sao. Ở trong chú giải có nói rõ thế này, lúc đó là ngày gọi là Awasiko, Awasika, có nghĩa là chưa gì, Awasika nghĩa là chưa có hạ nào. Awasá là hạ, Awasika là chưa có hạ nào, cái người chưa có hạ nào. Rồi cái gì nữa, chưa có hạ nào.
rồi cái bắt tất chi và rắc ra nì bắt tất chi và rắc bắt tất chi và rắc ra nì rồi cái gì nữa Akovido có nghĩa là sử dụng y bác chưa rành. Đó, nó có dụ lên nữa. Awasika là chưa có hạ nào. Bắt á, chi bắt đó là cái bác á, chi bắt đó là y. Bắt còn gahana là to take, taking, gọi là using. Chữ gahana này nó có nhiều nghĩa vậy đó. Nó có nghĩa là taking mà nó cũng có nghĩa là using. Tức là sử dụng y bác chưa có thông. Cô với đó là skillful, cái chữ cô với đá có nghĩa là skillful, nó là skill, mà ở đây là ác cô với đá có nghĩa là chưa có rành. Bắt tức chi và rắc với hành nghi ác cô với đồ có nghĩa là sử dụng y tác chưa có rành. Cho nên các vị trưởng lão đó, các vị trưởng lão mới nói thế này, thôi thì ai cũng xô hiền giả, ý mà đi chấp tu bà, nó cấp ta ra gặp, chị ta đi ô lô tên tôi đi xì đạc. Thôi bây giờ dạ hãy ngồi ở đây đi, đừng đi đâu hết trơn, dạ ở chùa đi, dạ ở chùa. Để mà coi sóc mấy cái giày dép, dù quạt của chị Tăng dùm. Các vị sẽ hỏi tôi cái này ở đâu mà có, xin thưa. Chư tỳ kheo nguyên thủy không hề có tài sản tư hữu, không hề có. Nhưng mà có một chỉ có một vài món mà chị Tăng có quyền sử dụng như là sở hữu cá nhân. Còn một vài món là chỉ được dùng như là của tập thể, y chang như là cái miền Bắc của mình mà năm vào cái đợt mà năm 45, năm 54 vậy đó, là cái đợt mà cái thời kỳ mà người dân miền Bắc không có ai sở hữu riêng một chiếc xe đạp nào hết. Ở mỗi một cái đầu làng như vậy đó, người ta chất vài ba chiếc xe đạp, rồi ai có chuyện gì cần thì lấy cái chiếc xe đó mà đi. Tập thể, cái gì cũng tập thể hết. Để xe đạp đó mình đi cho đã, đi xong công việc mình về đó thì mình mới để cái xe đạp đó trở lại chỗ cũ, rồi cái người sau họ cần họ cứ lấy xe đạp đó họ đi. Đó là cái buổi đầu, đó là cái chế độ gọi là vô sản, gọi là rốt ráo. Rồi dần dần từ từ nó bắt đầu nó có cái tư hữu, nó âm thầm, nó len lỏi riết, mà đến bây giờ các vị thấy nó có loại tư bản đỏ đó. Cũng từng nghe người ta nói là Việt Kiều bây giờ không có giàu bằng Việt Cộng là vậy đó. Còn người xưa thì phải như vậy. Thì cái chư tăng nguyên thủy là sao? Tức là buổi đầu đó là các vị chỉ sở hữu được những món rất là hạn chế. Ví dụ như là cái quạt của mình, cái quạt cá nhân ấy, mà mình bằng những chất liệu nào chứ không phải là tất cả các chất liệu đều xài được. Ví dụ như cái quạt mà bằng lông thú, bằng lông thú hay là bằng lông chim. Cái sợ được với cái không sợ được. Rồi lông thú không sợ được là những loại lông thú mà thú hiếm, đắt tiền, hoặc là có độc tố, hoặc là có cái hình thức mà nhìn nó không có được dễ coi, không có thích hợp với hình thức của sa môn thì không được dùng. Có nhiều lý do như vậy. Cho nên chỉ có được xài, còn cái đôi dép là tỷ theo nguyên thủy không có mang dép. Không có mang dép nha, tỷ theo nguyên thủy không có mang dép. Chỉ mang dép cái nào bị bệnh thôi. Bị bệnh thì khi mình bị bệnh nhiều đó, mình đi chân không đó, nó dễ cảm nhiễm hơn nữa. Mà người nó cứ lặn sống, ớn lặn hoài thì chuẩn bị đó tôi biết. Cũng cái sàn nhà đó, người khi mình bị cảm, yếu người mình đi không có mang vớ, không có đi dép đó, nó cứ rùng mình vậy. Vậy đó. Thì trong trường hợp đó chỉ cho được quyền mang dép một ít thôi, một ít đồ. Rồi còn cái gì mà nó thêm cái dù, cái lọng mà nó to quá đó, thì cái đó thuộc về của tăng, của tập thể, là chỉ dùng cho các vị trưởng lão hoặc là những cái trường hợp đặc biệt nào đó nha. Ở đây sẵn ở đây mình học luôn cái này cho biết nha. Chứ còn cứ mơ mơ màng cái nguyên thủy là ra nguyên thủy là vậy đó. Nguyên thủy nghĩa là chuyên chính vô sản, chí công vô tư. Có nghĩa là thật lòng đó, là không hề muốn tư hữu sở hữu cái gì riêng tư hết. Và thật lòng một người cầu đạo giải thoát, thật lòng mà cầu đạo giải thoát thì không có một phần tỷ lý do nào để mà nghĩ đến chuyện sở hữu hết. Vì sao? Là vì cái chuyện mà mình gọi là quán thể trượt,
quán hơi thở, từ bi quán, bất tịnh quán là đã hết thời gian rồi. Và thời gian đâu để mà chăm sóc, để mà bảo trì, để mà kiếm tìm cái này cái nọ để đem về để mà sở hữu làm chủ nó nữa. Thật lòng mà nói như vậy, phải nói rốt ráo là như vậy. Giống như một cái người mà biết mình đã ung thư kỳ cuối thì làm gì mà còn có chuyện tha thiết và đi ưa thích rồi kiếm tìm rồi bảo trì rồi duy tu rồi cái này cái kia là cái chuyện không có nha. Chỉ là chuyện không có. Biết mình đã ung thư kỳ cuối, biết mình đã bị tiêu án tử hình giữa cột rồi thì người đó còn cái tâm trạng nào nữa, các vị cũng biết. Tôi đặc biệt chú ý những bài báo viết về cái đời sống và những ngày tháng cuối cùng của những tử tù Việt Nam hay là tử tù ở quốc như là Mỹ chẳng hạn. Tôi rất muốn biết những người đó trước khi chết họ có những cái biểu hiện tâm lý đặc biệt như thế nào. Và tôi cũng thử đặt tôi vào hoàn cảnh nó xem sao. Chẳng hạn như là tôi đọc về những bữa cơm cuối cùng dành cho tử tù, tôi có nhiều, chỉ có một ít thôi, một ít và thường thì yêu cầu thì yêu cầu về thôi, chứ còn họ không có chạm đũa nổi, bởi vì biết không, họ chạm đũa không nổi, bởi vì họ biết là sao bữa ăn này nhé, xúc miệng sầm sùi, họ sẽ ngồi ghế điện, họ sẽ bị tiêm thuốc độc, họ sẽ đưa ra rồi trừ bắn vừa còn họ biết. Chẳng hạn như bài báo viết về Lâm Cam chẳng hạn, cái buổi sáng hôm đó ông trước đó là nhiều lần ông bị dời trại, và thường hay dời trại buổi rạng sáng. Tức là từ cái trại này có trại kia từ bao giờ cũng vỡ lúc đêm, một phần là nhiều bất cắc với một phần nữa là như là thời gian nó thoải mái hơn. Mà những lần giờ trại khác ông còn vui vẻ, nhưng lần cuối cái buổi sáng cuối cùng mà đây ông ra từ bắn không biết thì cái bếp người quản giáo và báo nhận biết hạ thu xếp hành lý. Mỗi khi mà chỉ chuyển trại thôi đó thì cái đồ cũng khác, nhưng mà buổi sáng hôm nay ông tỏ ra ít lắm, ít lắm. Trong khi những người bạn tù mà cũng bị bắn cùng vào ngày hôm đó thì họ còn lăng xăng, nhưng mà với một cái kinh nghiệm như là dày dặn của ổng về cuộc đời, biết sáng nay là buổi sáng không biết là bị trả án không biết. Cho nên cái thái độ của ổng của mình nó tầm được lạ thường, lạ thường. Tôi biết tại sao tôi nói nhiều về cái chuyện vô ích đó là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một điều, thật sự một người mà cầu đạo giải thoát y chang như vậy đó. Khi một người tử tù mà thu dọn những cái món đồ vật dụng cá nhân mà không tâm trạng hay mình đi luôn không về nữa thì lúc ai xin gì họ cũng cho, họ không hề tiếc. Chẳng những không hề tiếc mà họ không còn cái tâm tư nào để phân biệt món này tốt hơn món này nha. Nhưng có một điều mình thì sao, mình chưa bao giờ chịu nghĩ rằng mình sẽ ra đi, mặc dù những chuyện đó có thể xảy ra chiều nay, trưa nay hoặc là sáng sớm ngày mai. Nhưng mà chính mình chưa bao giờ thử sống bằng cái tâm trạng của một tử tù, chưa bao giờ mình thử sống qua cái tâm trạng, chưa sống qua cái sự trải nghiệm của một người bị mắc cái chứng nan y, triệu chứng bất trị, không thầy không thuốc. Đấy, mình chưa bao giờ thử qua cái tâm trạng đó, cho nên mình không có tin, mình không có tin là cái đời này có những người thật sự không mang cái tư nữ vậy đó. Cái cuối thì nhấn mạnh cái này nha. Thì cái ngày Văn Chi Sáng, ngày được giao cái trách nhiệm ở lại coi chùa sáng, ở lại là để coi, là coi cái đó đó. Thì lúc đó đó cái chùa mà chùa có nhiều cái Phật tử nam nữ vào ra, thì ngày là ngày nam là thực sự đối, ngày không có lý gì rồi, nhưng mà nữ ngày nhìn thấy cái ngày cũng là tuổi trẻ sung mãn, ngày nhìn thấy những người cát phá rồi đóng đảnh rồi chảnh chọe rồi ăn mặc không vong chánh, nói năng rồi cười liếc thấy rồi đủ trò như vậy đó, ngày bị động tâm. Nhưng mà ngài là người thâm hậu, mà thâm hậu cho nên ngài mới tự trách và tự tịnh, tự trách và tự tịnh. Phải trách là ngài ứng hậu một cái bài kệ mà chúng ta thấy rồi: với ta đã xuất gia bỏ nhà sẽ không nhà, tâm tư nay chạy loạn trở lên từ đẹp tối. Không nhà bậc thượng lưu thiện xảo trong cung pháp, ngàn người bằng tử kiến vẫn không bỏ chạy loạn. Nếu phụ nữ có đến dù nhiều hơn đông hơn sẽ không não loạn Phật. Nghĩa là ngài xác định với chính mình, ngài là một cung thủ, ngài là một cung thủ, ngài là một chiến sĩ, biết mình đang có vấn đề, biết mình đang có vấn đề. Và cái vấn đề cái đặc biệt ở trong Phật giáo mình có một cái pháp môn rất là đặc biệt, cái chánh niệm, thật nói luôn.
biết rõ cái vấn đề nó đang đến với mình là mình đã giải quyết một nửa rồi. Yeah. Chánh niệm yếu đó là, mà chánh niệm đó là tôi đang nói chánh niệm yếu đó. Khi mà mình biết được mình đang đối diện với vấn đề gì một cách bình tĩnh và tỉnh thức, khi mình biết rõ vấn đề gì đang xảy đến là mình đã giải quyết được một nửa rồi. Còn một nửa còn lại là nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như ba la mặt, hoặc là cái ba la, hoặc là cái chánh niệm mình nó mạnh hay yếu, chỉ vậy thôi, đó là một nửa còn lại. Nhưng mà chuyện đầu tiên phải nói rằng là tham hay là sân. Mà đối với cái lý tưởng Phật giáo, thì khi mà anh nhận diện được vấn đề gì nó đang xảy ra với anh thì coi như anh đã giải quyết một nửa. Đây là cái điểm độc đáo của Phật giáo nói chung và của cái pháp môn tứ niệm xứ nơi riêng. Cái chuyện đầu tiên có thể là cái chuyện đầu tiên đó, giống như bây giờ mình nó sợ ma đi. Cái chuyện đầu tiên mình không có biết là mình tiếp đây mình niệm Phật rồi mình đọc kinh, mình có hết sợ không chưa biết. Nhưng mà chuyện đầu tiên anh giải biết rất rõ rằng là mình đang hoảng hốt, biết rất rõ nha, tôi phải gạch dưới chữ rất rõ. Hành giả biết rất rõ là mình đang hoảng hốt, hoảng hốt là tâm sân, biết rõ mình đang hoảng sợ, và biết rõ là tâm sân đang có mặt, tâm sân đang có mặt, gọi là lòng sợ hãi đang có mặt. Khi mà hành giả ý thức được như vậy là coi như hành giả đã giải quyết được một nửa vấn đề này. Dạ. Còn một nửa còn lại thì nó còn vô số tùy thuộc vào nhiều lý do, nhiều điều kiện khác. Đã được tôi nói rồi, cái ba la mật của mình, rồi cái thể trạng của mình, rồi cái bối cảnh, hoàn cảnh xung quanh của mình, vân vân. Nhưng mà trước mắt đó là mình được 50% an toàn rồi. Cho nên đây đó là ngày cái bài kể này không có cái gì để nói thêm nha. Bài kể này chỉ giải thích chung chung thôi. Chúng ta giải thích chung chung có nghĩa là không có thêm cái gì hết. Chúng ta chỉ có thêm một, đây có một chữ mà các vị thì có thể học đó. Chúng ta có một chữ thôi mà tôi cố ý tôi muốn các vị học. Bữa hỏm đó, hôm trước đó, cái bài kinh Ná Quát Căm Nghĩ Cát Xuất Tát có nói nhiều và rất hay về chữ Nít Bà Nát. Hôm nay đó, các vị làm ơn ghi giùm tôi ghi chú nữa ha, là cái kinh này trong đây không phải kinh này, xin lỗi, tại tôi nhìn thấy chỉ cái chữ Nít Bà Nát các bạn đang tôi liên được. Trong cái chương này có một cái chữ rất là hay, đó là cái chữ Nít Bà Pa Nát. Rồi gì nữa, Nít Bà Pa Nát là danh từ ha. Rồi Nít Bà Bì Tí ha, là động từ. Chỉ dùm tôi chữ này ha, dùm tôi chữ này. Nít ba bê tí là làm cho mắt lạnh, làm cho cái gì đó nó trở nên nguội lạnh, làm cho cái gì đó trở nên nguội lạnh. Rồi cái gì nữa, làm cho nó trở nên bị làm dập tắt một cái gì đang cháy, làm nguội lạnh một cái đang nóng, làm nguội lạnh một thứ đang nóng, dập tắt một đám cháy. Cháy thì lớn quá thì để một ngọn lửa đi, một thứ đang nóng ở cái ngọn lửa thì gọi là nếp ba bê bê tí. Nếp ba bê tí nói, còn cái nếp ba bánh á, nếp ba bánh á có nghĩa là xỉ nha, cái kia là dập tắt, nếp ba bê tí là dập tắt, còn cái nếp ba bánh á là sự dập tắt, cái sự dập tắt, sự làm nguội lạnh nha. Cái này là danh từ rồi, nhớ ghi dùm tôi cái này nha, cái này đặc biệt đó. Nipa Pana là danh từ, Nipa Pê Tí là động từ. Cái bia mình định nghĩa động từ trước đi nha. Nipa Pê Tí là làm nguội lạnh một cái gì đó đang nóng, hoặc là dập tắt một cái ngọn lửa đang cháy. Còn đó là đại động từ, còn cái danh từ là Nít Ba Pa Nát. Mình mới nhớ những cái đó. Distinguishing hoặc là coolness vậy đó, tức là mình là dập tắt một cái gì nó đang nóng. Thì đó là, đây là cái chữ mà rất là đáng hiên để mình nhớ ha, đáng để mình học. Thì cái chữ Nít Ba Nát là chữ một cái thuật ngữ rất là đặc biệt, rất là quan trọng của Phật giáo,
mình Phật tử Nam Tông mà mình ama mớ thì khổ quá. Giống như sẵn đây tôi nói luôn, không có phụ quân, có một cái hiểu, có hai cái hiểu lầm rất là lớn, rất là lớn, mà 90 triệu người Việt Nam có lẽ chưa được 1/1000 người biết cái chuyện này. Thứ nhất là cái chuyện mà cái tính mà Vu Lan Bồn ấy, chuyện mà Vu Lan Bồn, cái câu chữ Vu Lan Bồn mà trong cái tính mà Mục Liên Thanh Đề đó, không có trong kinh điển Pali, vì cực kỳ vô lý. Thứ nhất cái là La Hán, sẵn ghi luôn nữa. Một là La Hán, đã là La Hán thì không bao giờ có cái chuyện khóc, thất vọng, bất mãn, chúng tôi sự kiện gì hết. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là La Hán không thể nào mà có cái chuyện mà đem thức ăn của một cái cảnh giới này đem cho chúng sinh ở cảnh giới kia ăn, và nài ép người ta ăn, năn nỉ người ta ăn. Từng khi có một cái người học đạo sơ cơ thì nay cũng đã biết rồi, cái chuyện đó là chuyện không có được. Đằng này một vị A-la-hán là những người nguyên mà đem thức ăn khỏi người xuống năn nỉ bà mẹ với đừng buồn ăn, rồi bà mẹ ăn cũng được, rồi cái người khóc, người buồn, người khổ. Đây là hai cái vô lý. Cái vô lý thứ ba là vị A-la-hán dầu gì tôi đang nói ở mức nhẹ nhất đó, là dầu gì này cũng phải hơn một cái người Phật tử sơ cơ mình chứ. Còn một khi một vị Phật tử sơ cơ mình cũng biết là đối với người thân người sao đỏ như vậy thì chắc tốt nhất là hồi hướng. Mà trong khi một vị A-la-hán lục thông như ngài như vậy mà không biết phải làm sao, phải đi chạy về hỏi Phật, phải chạy về hỏi Phật làm sao. Như vậy ở đây mình thấy có tới 800 cái vô lý của một lúc. Thứ nhất là vị A-la-hán không có biết gì hết, không biết gì hết, đem thức ăn ở cảnh giới này đến cảnh giới cả, nài ép năn nỉ như vậy em, rồi sau mình thấy người ta ăn không được, nó lại thất vọng, buồn khổ, khóc lóc. Là hai vậy. Cái thứ ba nữa đó là A-la-hán mà không biết phải làm sao để cứu mẹ. Cái này người ta vừa đời sau viết để mà thổi phồng, để mà tô đậm, để mà cường điệu cái gọi là lòng đại hiếu của ngài mà thôi. Và điều đặc biệt nữa là cái gì bên Nam Tông nói đó là bên Tông họ cái bất lợi họ bỏ, thì ai nữa họ bôi xóa, họ làm mình trên đó, họ sửa chữa, mình sửa đổi cho nó cái khác đi. Bên Nam Tông đó, thì là một kỳ nguyên đó, ngày cuối đời người phải viên tịch vì một lý do đó là ngày bị người ta thảm sát, người ta băm sát ngày ra như tiên, băm sát ngày ra như tiên, và sở dĩ mà ngày có thể kiếp chết mà không đẹp như vậy là bởi vì kiếp xưa đó ngày từng là phạm cái lỗi nặng là giết cha giết mẹ, chỉ vì nghe lời vợ mà giết cha giết mẹ. Cô vợ không có chịu chăm sóc cha mẹ chồng, tìm cách nói xấu vu vạ vu oan cho cha mẹ chồng. Từ ngày lúc đó ngày là một cái người chồng có nghĩa là nhu nhược thiếu trí, vì thương vợ cho nên đó là đâm ra mới ghét cha ghét mẹ, mới đem hai ông bà cụ vợ trong trừng ấy đánh đập hành hạ cho đến chết. Và từ cái nghiệp ác này là nhiều đời sống sau đó là ngày bị sa đọa địa ngục và cứ hãy sanh ra làm người bị chết thảm. Và đến kiếp cuối cùng ấy thì gặp được Thế Tôn và trở thành một vị đệ nhất thần thông rồi đó, cũng vẫn phải trải nghiệm lần chót, thì đó là bị người ta thảm sát. Đó là bên kinh điển Pali nói như vậy. Nhưng mà bên Bắc Tông thì họ lại khác, họ lại dựng lên cái chuyện Mục Liên Thanh Đề. Mà nếu cần phải để ý một chuyện còn vui nữa, đó là chuyện Mục Liên Thanh Đề có cái chuyện là lấy thịt chó mà làm nhân bánh bao và cúng dường cho mấy vị sư đi cách tình. Đây là một cái tình tiết rất là Việt Nam, rất là Trung Quốc. Là vì sao? Là vì cái khái niệm mình giết chó để mà làm thịt á, cái khái niệm này nó rất là xa lạ với những dân tộc khác, chẳng hạn như dân tộc Ấn Độ. Và nếu mà chúng ta đọc lại kỹ những cái quyển sách, những cái bài viết mà về tích Mục Liên, cái tình tiết trong đó hoàn toàn không có một bóng dáng một cái tình chi tiết gì của Ấn Độ hết, mà đó là cái chuyện xảy ra tại Việt Nam thì phải, tại Việt Nam thì phải, chứ không thèm Trung Quốc nữa. Vậy đó mà bao nhiêu đời chứ hè nhau mà tin cái chuyện đó bận trời như vậy. Và một chuyện nữa là bên Bắc Tông có quyển kinh Di Ma, nó chửi nhẹ sẽ là không còn cái non nước nào hết. Thì ngược lại bên Nam Tông nghe là vị huynh trưởng một cái tăng đoàn, nó khác vậy. Và cái chuyện mà
mà nếu mà gọi là chí hiếu thì tất cả la hán đều chí hiếu, đó là thánh nhân đều chí hiếu, không có vị thánh nhân nào mà vị không có. Chẳng qua vì hoàn cảnh mà vị này có thể hiện, vị kia không có thể hiện thôi. Còn hiếu là gì? Hiếu là lòng tri ân. Nếu gốc cây kia ra đi không nở bứt một cái lá thì nói chi là cái ơn sinh thành dưỡng dục, cái ơn mang mình vào đời của cha của mẹ, thì cái người hiền kiến nào mà lại không biết chuyện này? Nhất là thánh nhân luôn có điểm đồng, đó là thiện pháp của các ngài giống hệt nhau. Vị nào cũng phải có lòng tri ân mới gọi là thánh nhân. Nhớ nha, thánh nhân cũng có, dầu có thể hiện biểu lộ lộ như thế nào không cần biết, nhưng thánh nhân cũng có điểm là không có vị nào không có lòng tri ân. Dầu cái gốc cây, cái tàn lá mà mình ở dưới, mình trú mưa, mình trú nắng, mình đi mình không nở bứt, nói gì là cái người sinh thành cho mình, mà nói gì là mình bị thánh thế. Cho nên là thánh nhân nào cũng có lòng chí hiện dụng cho hết, vấn đề là đi có điều kiện để thể hiện mà thôi. Thì trong kinh Tam Tông nói là ngày sẽ là phát được một liên là chí hiếu như nhau hết, mà chẳng qua là ở kiếp cuối gia đình của ngài một nguyện liên là tài kiến là khó độ, chỉ độ được quyến thuộc xa xa thôi, chứ còn bà con nội thuộc thì không có được, trên hệ thì không có được. Cho nên là cái phần ngày một nguyện liên là tế độ quyến thuộc thì không có được nói nhiều, có nó mới nghiệm họ, nhưng mà nhiều nhất là ngài sẽ lại phát ngài trở về ngài độ trong nhà nó. Ngài là một trong bảy người, ngài còn mấy người em nữa là đều là những vị a la hán hết. Và cuối đời ngài trở về, ngài tế độ cho bà mẹ của ngài đó, lúc đó 120 tuổi thì đắc quả tu đồ quần. Thì khi mà bà đắc quả tu đồ quần xong thì tích tắc chỉ trong vài phút sau thì bà ngài viên tịch niết bàn. Chỉ có vài phút sau thôi. Đó là cái chí hiếu thứ nhất của ngài. Cái chí hiếu thứ hai đó là trong kinh kể rằng ngài có một lần đó, ngài ở trong cái am thất, rồi có một con ngạ quỷ, nữ ngạ quỷ đi đến xác nhận với ngài là nó là bà mẹ kiếp trước của ngài, cách đó năm kiếp sống, khổ lắm, xin ngài giúp. Thì chính ngài là người mà đi vào thành để khất thực, đem thực phẩm về cúng dường ấy. Mà người mẹ này tại sao bị đỏ là bởi vì người kiếp trước là bụng xỉn keo kiệt, rồi bạc đãi người nghèo, cho nên sau đó bị sa đọa trong cái thân ngạ quỷ. Nhưng mà đó là tính này ngày sau là phát. Rồi nên bắt tông thì họ giấu biết cái chuyện này, họ không hề nhắc gì cái chuyện này hết, mà thế vào đó là chuyện ngày một chuyện nguyên lạ như vậy đó. Lạ như vậy. Còn cái chuyện mà ngài cho giết mà được Đức Phật ngài trao truyền y bác trình phạm nhãn tạng để làm để nhắc tổ thiền tông đó, là cái chuyện cũng chỉ có đời sau. Còn bên Nam Tông thì có cái chuyện tương tự như vậy, mà không có phải là trao truyền y bác gì hết, mà vì Đức Thế Tôn biết rõ rằng cái vị ni này sau này nó trở thành một cái người đệ nhất về hạnh đầu đà. Cho nên cái chuyện mà ngài cho ngài cái giết cái lá y mà ngài đang mặc ấy, đổi là đúng hơn, đổi lá y mà ngài đang mặc ấy, là giống như là một cách khích lệ rằng Như Lai là bậc chánh đẳng giác, mà Như Lai còn đi nhặt cái vải dơ, cái vải bó sát để mà về may y mà mặc cái ngụ ý như vậy đó. Thì chính cái gốc tích của lá y ấy, đó là một trong những cái nguồn tác động khiến cho ngài Cai Diếp lập cái hạnh suốt đời trì cái hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà, trong đó có cái hạnh tấn tạo y, có nghĩa là không có nhận y mà người ta may sẵn, không có nhận vải từ tay thí chủ đàng hoàng, mà chỉ sử dụng cái vải nhặt, vải lượm ở tha ma mộ địa đống rác lề đường mà thôi. Đó. Mà bên Bắc Tông đó thì họ diễn dịch ra là thành là trao truyền y bác. Các vị cứ tưởng tượng vải gì mà truyền từ đời Phật đã qua tới đời ngày Ca Diếp, rồi đời ngày A Nan, rồi sau đó là 28 vị tổ, 28 vị tổ để tu quốc, và thêm nữa là 6 ông tổ của Tạo nữa, nghĩa là 28 mà 6 đó là vì thế là biết bao nhiêu tổ, 30 mấy tổ. Và một cái vui nữa là Đức Phật là người Ấn Độ, mà cái y của ngài là ngài mặc theo kiểu Nam Tông kiểu Ấn Độ, mà mặc sao mà truyền viết đến đời lục tổ thì chỉ còn lại là mặc theo kiểu Tàu thôi. Các vị tưởng tượng đi, các vị đưa cho tôi cái bộ veston mà tôi truyền viết đến đời cháu cố của tôi thì nó thành ra là bộ sore của cô dâu quý vị, cô có động trời không? Tức là quý vị trao cho tôi là cái bộ veston của chú rể, mà tôi truyền hết mà đến đời cháu sơ, cháu sờ, cháu sẩm, cháu xích gì của tôi, nó thành ra bộ sore.
tôi đưa cho quý vị cái áo dài Việt Nam mà quý vị truyền riết, mà cuối cùng đến cái đời thứ 8 mình nó thành ra cái bộ kimono của Trung Quốc, của Nhật Bản. Quý vị nghĩ có động trời hay không? Cái áo dài mặt khác, cái kimono mặt khác, vậy mà cả đám cứ hè nhau mà tích cho được. Tôi chưa kể cái kích thước, cái kích thước mà la lùng vui nhất tức là truyền riết. Rồi bây giờ bên Tàu ai cũng đi Trung Quốc thì biết tất cả những danh lam cổ tử của Trung Quốc đều thờ Phật Di Đà 99,9%. Và Phật Trung Quốc thì lúc nào cũng cái y hạ đó là mặc lên cái ngực, cột cái dây lông thòng ló cái ngực, phê cái chữ vạn ra. Rồi bên trên vai đó thì khoác một cái tấm vải nhỏ cỡ cái khăn tắm của mình vậy. Nói chung là mình tưởng tượng lấy một cái xà rong mặc ở cái kiểu xấu nhất, xấu hơn kiểu Biển Điện nữa, mặc lên tới ngực, giống như kiểu mấy bà già Việt Nam mình đi tắm mà quấn cái khăn rằn này đó, quấn lên tới ngực rồi cột cái dây lòng thằng vậy. Rồi trên lấy một cái miếng vải nhỏ choàng lên vai. Rồi trên hai tay hai chân thì cứ quẩn cái trống chỗ nào là cứ giọng cho nó dòng vàng mã não kim tôi gọi bắt đầy lên đó. Người ngồi trên tòa sen có động trời không? Rồi còn bên trên nhiều khi còn có cái bảo cái che ở trên nữa. Không có tưởng tượng được. Vậy mà bao nhiêu thế hệ cứ hè nhau mà chấp nhận những cái chuyện đó, những cái tình tiết như vậy. Tôi biết tôi đi hơi xa bài kinh nhưng mà không thể nào mà nín được. Nó đau lòng lắm quý vị, nó đau lắm. Mà mắc cái chứng gì mà thời nay trong trên hết mà không chịu đọc thêm kinh sách, mà cứ con đường xưa em đi, dầu ai dám duy trì thì em cũng bước đi là sao. Ok, thì cho nên là lúc này ngài Hiệu Văn Nghi Sát này, khi mà ngài phát hiện ra cái nội tâm của mình có vấn đề thì ngài lập tức phản tỉnh, lập tức phản tỉnh. Và khi ngài có chánh niệm thì coi như ngài đã giải quyết được 80% vấn đề. Và đây cũng chính là kinh nghiệm tu học của chúng ta. Bây giờ tiếp theo là chúng ta học một cái bài kinh thứ hai, đó là bài kinh Arati. Bất mãn. Thì Arati là người là bất mãn, người Minh Châu người dịch theo bản Hán tạng là bất lạc. Chứ tôi chỗ chữ này là theo tiếng Việt hiện đại đó thì tôi nghĩ rằng chỉ là dịch bất mãn là đúng hơn. Và bằng chứng là bên dưới chính ngài Minh Châu ngài cũng nhắc lại chữ này, là ngài xài cái chữ bất mãn. Chữ bất lạc thì ở trong tiếng Việt mình nói ra cái bộ có người hiểu nhưng mà nó hơi lạ lạ, nó lạ lạ, giống như tôi và bắt tôi mặc cái xà rong của miếng điện hơi chổi. Các vị tôi biết không, tôi nói vậy thôi, tôi nói là bắt tôi mặc xà rong miếng điện hơi chổi, cái lông chi đó, cái lông chi đó, miếng điện kia cái lông chi. Chứ thật ra nó cái xà rong nó, tôi biết không, nó tôi đi miếng điện tôi cũng nhớ, tôi có viết một cái bài đó là Văn Minh Xà Rong, tôi thích lắm, thích ghê lắm. Bởi vì trên đời này không có cái gì nó hay bằng cái xà rong hết. Rồi vì sao? Là vì cái xà rong nó là một cái miếng vải, mình có thể dùng nó rất là nhiều việc. Ví dụ như mình có thể dùng nó làm cái khăn tắm, làm cái khăn trải để mình nằm và nếu mình có hai cái xà rong thì một cái mình mặc, còn cái mình dắt con dai. Trời lạnh thì mình cũng có thể mình che ấm được, mà lỡ nghe gặp chó dữ mình cũng có thể tự vệ chúng mình được. Lỡ mà mình cần mua gạo, mua thức ăn thì có thể mình lấy thằng cái bị để mình tấm được. Các vị cứ biết Việt Nam mình ngày xưa ở Nam Bộ ấy, một trong những lúc mà tấm vải rất là chuyện ghê lắm. Đó là cũng lặp đề nữa. Thì lúc bây giờ đó là cái cũng mình cái bài kể, cái bài kinh thứ hai cũng có nội dung y như là bài kinh số 1. Có nghĩa là ngài Văn Vi Xá phát hiện đang bị cái dục tình cho nó khác cái tình dục nha. Dục tình ở đây nghĩa là những cái cảm tưởng về nam nữ thôi, chứ chưa có bị cái từ cho bị tình ác, vấn đề ở mức tình cảm chứ chưa lên tới cái chỗ tình dục, cái lòng dục thôi. Thì cũng một lần nữa đã phát hiện ra là mình đang bị như vậy. Mà các vị biết rồi, tôi nhớ mấy cái nhà dòng, mấy cái chủ viện của Cơ Đốc giáo bây giờ hát là như mà ngày xưa đó. Thì tự nhiên do tôi đọc sách tôi biết chủ viện người ta để một câu thế này: đừng bao giờ một, không nên hai, tốt nhất nên từ ba trở lên.
hậu nhất biết không tức là tin ở mấy cái cửa ra vào trong chỉ bên sau bên trong những cái cửa mà từ phòng này liên thông qua phòng kia đấy, thì ta để cái câu tức là tin mà người ngoài có hiểu. Đừng bao giờ một, không nên hai, tốt nhất nên từ ba trở lên. Nghĩa là sao? Nghĩa là các chúng sinh ấy, chúng sinh là mấy ông sư huynh mà mấy phre mà học ở trong những trường dòng ấy, ở một mình ấy, thì sao? Nó dễ bị rơi vào những cái trường hợp như là bị trầm cảm. Bởi vì trong đó nó buồn, nó bốn bức tường nó buồn lắm. Ai mà có đọc sách hoặc là xem phim về cái thế giới của những cái dòng nữ mà tu kính gọi là chủ viện nó biết dễ sợ lắm, nó kinh hoàng hơn là mấy cái tu viện Phật giáo nữa, dễ sợ lắm. Ở biết lý do bên Phật giáo mình có giáo lý, mình có đường thoát, mình nói cái giáo lý bên Chúa không có cái gì hết, cái chỉ có cuốn thánh kinh thôi, và cái nội dung thánh kinh không đủ để mình giải quyết những cái vấn đề tâm lý của con người. Mình đã nói, tôi biết tôi nói điều này tôi sẽ đụng chạm rất là nhiều người, nhưng mà tôi không thể không nói nha. Tức là cái nội dung thánh kinh không đủ để mà đối phó với những cái vấn đề trùng điệp của chúng sinh đâu nha. Và chưa kể là cái giáo lực bên đó nó không phải là của một bậc thánh như Đức Phật ngày chế định, mà những giáo lực bên đó là do những kẻ phàm phu, dù họ có học thức cỡ nào đi nữa nó cũng vẫn có những cái bất cập của nó. Cho nên khi mà vị chúng sinh mà sống một mình ấy, nó dễ có vấn đề, ví dụ như bị trầm cảm hoặc là bị nó có thể dễ bị tìm đến con đường mà tự giải quyết bản thân, chẳng như là thủ dâm vân vân. Rồi thì tốt nhất là đừng bao giờ một là như vậy đó. Thứ hai là không nên hai, bởi vì nếu mấy cha mà ở từng cặp nó sẽ dễ dẫn đến chuyện mà đồng tính liên ái, chuyện này rất là dễ xảy ra. Chẳng những ở các chủ viện Cơ Đốc giáo và kể cả các cái trường Phật học chuyên trường chuyên của Thái Lan cũng bị trường hợp này rất là nhiều. Tận mắt tôi nhìn thấy trong ký túc xá của Mai Hải Chu La Lăng Con Thái là mười mấy vị tăng sinh mà coi như là gây đó. Tận mắt nhìn thấy, có nghĩa là cách đi cách đứng cách cười cách nói của họ diễn ra trước mặt mình đó. Tôi đang đứng ở trường đó, mà tôi nghe tiếng nói mà tôi quay lại tôi nhìn hết hồn, mặc mà mang dép tím, mang giày tím, cây dù tím, cái khăn giới cột ngang người màu xanh lá cây nhé, rồi đi ổng nghẹo, rồi độn được chỗ nào thì độn, nhìn cho nó rồi kỳ cục, nó lẫm trên sông nó nổi da gà đó, mọc óc luôn. Thì cũng do cái sự là chung đụng cọ sát không hợp lý nha, cho nên cẩn thận nha, cẩn thận cho nó. Cho nên cái đời tu đừng có tưởng nó dễ, khó lắm, bởi vì ở một mình thì nó có vấn đề của một mình, mà ở hai nó có vấn đề của hai, mà ở đông với nhau thì nó lại có vấn đề ở đông với nhau. Cho nên là nó khó nuốt lắm chứ không phải dễ đâu nha. Mà bên đời tôi gọi đời tu là tôi gọi là âm dương thất điều, có nghĩa là nó không có quân bình ấy, thất điều là nó quân bình, thì tôi là âm dương thất điều. Ok, thì ở đây người phát hiện ra là mình đang có vấn đề, cho nên người bèn lập tức phản tỉnh. Rồi xong hai tự kinh. Bài kinh thứ ba là bài kinh khinh miệt Bia Sa Lát. Đây thì tôi cũng hơi khó khăn cho tôi, cứ mỗi lần tôi nói ra một sự thật thì có nhiều sự thật thì nói ra thấy ok, nhưng mà có những sự thật thì nói ra rất khó chịu nha. Ví dụ như cái tựa kinh này, chữ Bia Sa Lát này mà nhìn thấy kẻ hôn hòa thì kẹt cho tôi quá. Chữ Bia Sa Lát này nha, chữ Bia Sa Lát này này nó có nghĩa là su si lát, có nghĩa là thiện giới khổ vậy đó, mà đây thì nhìn thấy kẻ hôn hòa là ok. Chữ Bia Sa Lát này là thiện giới, có nghĩa là cái người mà có cái giới luật trong sạch. Nó từ đâu nó ra? Nó từ cái chữ này ra này. Trong kinh nó khi mà gọi giới luật trong sạch thì tôi gọi là Pa Ri Xuất Thi Si Lát, là thanh tịnh giới. Và cái người thứ hai là gì? A Ri Giá Căm Tà Si Lát, là cái giới được thánh nhân khen ngợi quý kính. Cái giới mà trong sạch đó thì đừng bị gọi như vậy, cái giới mà được gọi thánh, cái giới mà được thánh nhân còn khen đó là không phải là giới bình thường là sao? Cái giới đó thứ nhất là nó phải trong sạch chứ không bị quen hố bị quét đã đành rồi, mà cái lý tưởng của người giới phải là cầu giải thoát, nhớ nha.
À, bởi vì nó có trường hợp, nó có hai trường hợp: trong sạch nhưng thiếu cái lý tưởng giải thoát, rồi trong sạch và có mục đích là giải thoát. Nó có hai trường hợp đó, nhớ nhớ trong sạch nó có hai. Thì cái trường hợp thứ hai đó mới là được gọi là Ariya Kanvasi, là có nghĩa là trong sạch và có mục đích là giải thoát. Còn giữ giới để mà cầu cái quả nhân thiên thì không gọi là Ariya Kanvasi đó, nhớ nha. Đó, rồi trường hợp thứ ba là gì? Ariya Vimasi là, hoặc là Pandita Vimasi là, giới được thánh nhân hay hiền trí thương quý, thương quý. Chữ bề mát thì ở đây mình thấy cái chữ bề mát, như vậy là cái giới đó nó gọi là giới bề mát. Vậy nếu mình viết đầy đủ mình phải viết cái này a ý giá đóng bằng đơn lại cái bề mát xì lá thì nó bằng ra là bề xà lá, có nghĩa là thiện giới. Biết tôi ghi gì các vị ghi rồi xong thì phải nghe các vị còn nghe không? Dạ rồi, ok, hiểu không? Các vị hiểu không? Tức là từ đâu mà nó ra cái tiếng, tôi sẽ nô, cái người bên đường này lộn rồi, người ta đi nguyên một chuỗi dài ở trên xuống. Đúng rồi, thấy cái lấy à, đúng rồi đó, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà chữ Ariya này phải trong hoặc đơn mới được nha. Ừ, cái gì mình đang chỉ vì nếu mà mình Ariya này mà mình để ngoài hoặc đơn thì không có được, trong đơn. Tại vì mà từ đâu nó ra chữ này mình phải đi ngược lên trên, nó từ cái chữ Ariya căn tác, Ariya căn tác. Ừ, là bi mất si lá thành bi sa lá, là bi sa lá đây có nghĩa là thiện giới. Đây là một chữ đặc biệt của Phật giáo, mình là chữ đặc biệt, nghĩa là thiện giới mà mình nhìn vô mình không thấy chữ si lá. Nó đặc biệt cái chỗ đó, phải hiểu là thiện giới. Mà trong cái đó mình nhìn vô chẳng thấy chữ thiện nằm đâu hết. Nó đặc biệt cái chỗ là nhìn vào không thấy chữ thiện, mà nhìn vào cũng không thấy chữ giới. Vậy mà phải hiểu là thiện giới là đậm trời. Nhưng mà như vậy hiểu như vậy là từ đâu ra? Đó, tôi bắt đầu tôi mới làm cho quý vị một cái hành trình ngàn dặm. Đó, để quý vị làm sao mà hiểu được ở đâu mà nó lôi ra cái chuyện thiện giới. Ừ, vậy đó. Thì ở đây mới nói là ngài đó, ngài có cái chữ này nè, trong Hán tại họ dịch theo bằng hai chữ, một là biện tài, hai là ứng khẩu. Mà tôi đó thì tôi chọn cái chữ ứng khẩu là vì sao? Là vì ứng khẩu nó bao luôn cả cái biện tài, nhưng mà biện tài thì nó không hẳn là nó có cái ứng khẩu. Bởi vì biện tài có thể là người lý luận rất là cứng, nói chuyện rất là chặt chẽ, nhưng mà chưa hẳn là nhanh. Tức là ông phải ngồi ông nhẩm nghĩ chút xíu, ông cắn ngón tay chút ông mới ra đòn được. Nhưng mà ăn nói ngon lắm, nhưng phải cho ông cắn ngón tay chút. Còn cái ứng khẩu này không cần. Cái ứng khẩu này là chạm vô thì nó bật ra, chạm vô thì nó bật ra, thì gọi là ứng khẩu nha. Còn cái biện tài này thì nó không có được cái khía cạnh thời gian trong đây. Nó chưa nói đến cái yếu tố cái khía cạnh thời gian ở đây nha. Ứng khẩu là có à, ứng khẩu là có à, ứng khẩu là chạm vô nó bật ra, chạm vô nó bật ra. Cho nên là nó vừa là bao biện luôn cả cái biện tài mà lẫn là ứng khẩu, nghĩa là muốn là có ngay móc con túi ra. Giống như ông Nguyễn Xuân Sắc mà Nguyễn Xuân Phát mà ông khen Trịnh Công Sơn là viết nhạc dễ như là lấy từ túi áo. Đó là một cách khen rất là độc đáo. Trịnh Công Sơn viết nhạc dễ như là người ta lấy từng cái túi áo. Thì ở đây Kiều Văn ghi sát là một điều vị có một cái biệt tài lạ đời đặc dị. Đó là ngài chỉ nhìn thấy một cái gì đó, lập tức ngài có nghe một bài kệ rất là hoàn chỉnh, rất là dài về cái sự kiện đó. Mà khổ nổi là chúng ta ở đây, chúng ta không có phải là người mặt kiệt đà. Tiếng Pali không phải là cái tiếng mẹ đẻ của mình, cho nên mình thấy kệ nào cũng là kệ. Mình không có biết cái nào là hay hơn cái nào. Người ngoại quốc mà hiểu được một cái bài thơ lục bát là đã mừng rồi, chứ họ làm gì họ có cái phân biệt được cái lục bát mà của A nó khác B của cỡ nào. Ví dụ như tôi tặng cho mấy vị mấy câu sau đây,
ví dụ như là Bùi Giác đó, là cô, ông có lúc làm bài thơ đó, không làm thơ hay làm đúng rồi, ông có một lần làm cái câu này: con ruồi là giống hiểm nguy, cái chân của nó rất vi trùng nhiều. Thì mình thấy ai mà là người Việt Nam đó, mà đọc cái bài cái câu chị cái câu thơ này đó là chịu không nổi. Hay như mà người ngoại quốc đó, học tiếng Việt đó, mà coi như là hiểu được câu này họ mừng rồi, họ nghĩ tôi đã hiểu được thơ Việt Nam. Nhưng thật ra nó đối với Việt Nam đọc cái câu thơ này mình chịu không nổi nha. Con ruồi giống hiểm nguy, cái chân của nó rất vi trùng nhiều là không có được. Hoặc là trong nó ông thích làm thơ mà ông thơ không nổi. Thì có cái đêm đó trời trăng sáng, ông bài cà phê rồi ông đốt trầm ra hồi sáng, ngồi ông suy nghĩ hoài, nghĩ ra được con câu đêm trăng sáng mông lung. Cái thằng con là cái câu đó thấy không hay rồi, rồi cái thằng con ở trong chạy ra nói: ba ba để một đâu ba, thằng này hay, bố nó làm con lục nó làm cho cô bác. Đêm nay trăng sáng mông lung, ba ơi ba để cái mùng ở đâu. Thì quý vị thấy nếu mà nói trên thơ Lục Bát thì hai câu hai cha con thấy cũng được rồi đó. Nhưng mà đại khái là người ngoại quốc thì họ hiểu, họ không có phân biệt được cái này. Hai câu này mà so với câu Kiều đó là nó khác nhau cái gì. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mắt mà còn ngờ chiếm bao. Một lời để nghĩ đến ta buôn chung mình quý cũng là có nhau. Hoặc là từ thôi mắt biết buồn không, vàng tơ sợi nhỏ sinh hầu kiếp sau. Em về mấy thế kỷ sau, nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không? Ta đi còn ngửi đôi dòng, có nghe lá dội ở trong sương mù. Một người ngoại quốc không thể nào mà tưởng tượng đem so mấy câu này của Bùi Giác cũng không trầm tưởng mà đem so với mấy câu mà tôi vừa đọc. Để mà trăng sáng mông lung mơ và để cái mùng ở đâu, hoặc là con ruồi giống hiểm nguy, cái chân của nó là cái vi trùng nhiều. Rất tiếc là cái tiếng Pali của mình nó không đủ để mình thấy cái xuất sắc của nghề văn ghi sẵn. Cái cách mà ngài sự dạy chữ nó điệu cỡ nào, nó điệu cỡ nào, khổ một chỗ là mình không thấy. Cho nên là mình chỉ làm vịt nghe sắm chay nó vui vậy thôi, làm vịt nghe sắm vậy thôi. Thì ok, ngày một ngày kia thì ngài phát hiện ra, làm một lần nữa ngài phát hiện. Tu là gì? Tu là phát hiện cái gì hết. Tu là một quá trình phát hiện tự thân. Tu là một quá trình phát hiện tự thân. Và Đức Phật ngài dạy rằng là một cái người tu hành mà đúng mức tiến, không có lãnh. À, trong kinh Pháp Cú nói chứ phải là tôi nói nha. Cách tâm mà cập thành, mà mang đấm tuổi chỉ này. Cách tâm mà cập thành. Đấy, Mỹ thì là đôn, anh đôn. Có nghĩa là mình tu hành là một cái chuỗi thời gian, một cái chuỗi hành trình phát hiện cái gì. Cách tâm mà cập thành. Cái chuyện gì mà bản thân mình đã làm và chưa làm. Cách tăng là đôn, ác cách tăng là âm đôn. Cái chuyện gì mà mình đã làm và chưa làm, toàn bộ đời sống tu hành của mình là có thể được định nghĩa như vậy. Có thể được định nghĩa như vậy. Còn như có lúc tôi nói đời sống tu hành chỉ là phát hiện cái gì cần, cái điều gì mình cần và cái điều gì mình thích, chỉ vậy thôi. Hoặc đời sống tu hành là một quá trình bỏ đi cái thừa và bổ sung cái thiếu. Đó, nếu nhiều cách nói. Và ở đây thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài có gì có dạy rõ rằng đời sống tu tập đó là một quá trình phát hiện cái gì, cái tâm mặc cảm tăng, cái điều gì mình đã làm mà chưa làm của bản thân thôi. Còn chuyện người ta kể, người ta mặc sát, người ta tu hành là một quá trình phản tỉnh phản ảnh bản thân mình, chỉ vậy thôi. Thì ở đây suốt cái chương này chúng ta thấy phần lớn mấy bài liên tục là nói đến cái quá trình tự tỉnh của ngài về văn nghi sát. Và như vậy đối với tôi đó là ngài đã đi hết nửa đường rồi. Cái người mà cứ đụng chuyện á mà coi như là biết nhìn lấy mình á là khác nha. Còn cái người mà coi như là để chìm sâu vào trong đó, đợi người ta nhắc mà còn không có thể nghe đó, thì coi như hết thuốc chữa rồi. Chứ thật sự một cái bậc hiền trí là cái người có khả năng biết tự nhìn lấy mình. Tôi nói không biết bao nhiêu lần thì bà con còn nhớ không, tại sao những người mà tập luyện yoga nè, khí công nè, dưỡng sinh nè, võ thuật nè, nói chung là những người mà gọi là những người mà biết gọi là múa bụng belly dance, mà tại sao mà họ khỏe mạnh hơn người bình thường? Không phải chỉ đơn giản là vì cơ thể họ được vận động thường xuyên, thường trực mỗi ngày cho nên họ khỏe, năng lượng của họ bị đốt cháy, đường đốt cháy hay là bị đốt cháy mà đường đốt cháy, mỡ của họ, đường của họ nó có đường nó thoát, có đường nó bài tiết, đúng đó, đúng nhờ những cái đó họ khỏe, đúng. Nhưng mà nó có một chuyện vô cùng quan trọng
là những người thường xuyên tập luyện một cái phương thức nào đó đi. Tại sao họ khỏe hơn mình? Là vì nó có một lý do rất là quan trọng, đó là chỉ có những người nào mà thường xuyên tập luyện thì họ mới để ý đến họ nhiều. Đây là một lý do. Tôi hỏi hoài mà bên tôi hỏi từ bên Mỹ mà qua bên mấy cái tâm tôi hỏi ít thì chưa ai trả lời được như tôi nghĩ. Hay cũng nói tôi hỏi tại sao người ta tập luyện nhiều người ta khỏe, họ nói tại vì cơ thể vận động. Họ nói tùm lum, có người nói tập vậy là bớt đường, bớt mỡ, bớt cholesterol. Tôi nghe tôi nói cái đó thì dễ lắm, nhiều con cái nó rất quan trọng mà không nghe bài con nhé. Đó là những người nam thể dục nhé, tí công yoga võ thuật, họ có cái điều mà người thường không có, đó là họ là người chịu khó để ý bản thân dữ lắm. Ví dụ như họ để ý cái vòng bụng của họ bây giờ nó to hơn hay là nó có còn to như trước đây hay là nó nhỏ hơn nè, nhất là những tập tạ họ để ý cái đó. Rồi họ để ý xem họ ăn cái gì, họ uống cái gì, rồi họ để ý cái thời gian tập luyện mỗi ngày là bao nhiêu, rồi họ mỗi ngày như họ để ý xem trong cơ thể họ có cái gì lạ. Chắc chắn chỉ có những người tập luyện họ mới nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề trong cái bản thân của họ, chứ cái mình không có tập luyện thì cũng còn hiếm lắm. Nhất là dân công xã đi làm về muộn, tắm rửa ăn cơm lăn lên giường ngủ, sáng mà đất sạch đi tối đi tiếp, cái thứ này là bệnh đã luôn, phải nói là bệnh đã đời luôn nha. Bị gan không biết, bệnh bao tử không biết, bị thận không biết, bị tùm lum, bị bệnh gì tha hồ, coi như là bụng to bụng nhỏ không hề biết. Cái dân cũng sợ là cái dân mà phải nói là tử sát chậm đó, bởi vì họ không có thời giờ họ nhìn lại họ. Tại vì chỉ có cái dân mà thể dục đó thì họ mới có thời gian họ nhìn lại họ để họ phát hiện ra những cái gì đó bất thường. Thì ở đây đó, cái người tu y chang như vậy, người tu phải là người có khả năng tự tỉnh, có khả năng mà tự nhìn lại mình nha. Thì ở đây Ngài thấy rằng mình đúng, mình giỏi thiệt, mình có cái tài ứng khẩu hay thiệt đó. Nhưng mà ở trong đây trong chú giải nói cái câu thế này, chú giải nói cái gì, trong chú giải nói cái gì, trong chú giải nói thế này, nói Ngài nghĩ cái gì, kinh ý mê mà hành là cà. Cái ông này tu lâu làm gì, cái nghĩ mê mà lại càng ổng được cái gì chứ, mà ổng tu lâu hơn mình thôi mà ổng được cái gì. Nát ê tê sang pa lý, cái ông này tâm tạng không có biết gì hết. Nát ách ta cà tha, chú giải tâm tạng cũng không biết gì hết. Bát đáp danh danh ma tu ra ta, chữ nghĩa trái quốc, chữ nghĩa trái quốc dịch theo ngôn ngữ của tội sanh là dịch như vậy. Bát đáp danh danh ma tu ra ta là chữ nghĩa trái quốc. Âm hà trần pa nát, còn mình thì sao? Pa li pi tức là chấm tạng, ấp tất cập thà pi chú giải, nó do sa tì nó do sa hát xê nó bắt thà pi. Mình có thể hiểu trăm ngàn cách mới tu mà mình có thể hiểu trăm ngàn cách, có nghĩa là một chữ như vậy mình nói ngược đối xuôi cỡ nào mình cũng hiểu. Một chữ mình có thể chẻ ra là làm tám lần. Còn mấy cha này thì kinh ý mê mà nó cà tu lâu làm cái gì. Với cái suy nghĩ như vậy đó là một cái suy nghĩ bất thiện. Chúng ta biết rồi, ngày Phất Trắc Cù Sát, Phất Trắc Cù Sát là cái vị mà chưa về mà chưa biết chú giải mà cũng là phiên dịch chú giải Tam Tạng đó. Ngài giỏi lắm, ngài giỏi nhiều thứ tiếng mà đồng thời là ngài tinh thông Tam Thể Đà, rồi giỏi Phật ngôn, ngài tu, nói chung là ngài là một học giả là bậc nhất của Phật giáo hậu thời đó. Ngài chỉ thua với vị A La Hán mà chứng tuệ thông tích tuệ vô ngại thôi. Thì ngài đi bác, ngài đi sau lưng sư phụ đó. Sư phụ dạy hết cho ngài rồi, tâm tạng rồi đó. Vậy đó mà ngài nghĩ bụng, nghĩ cháu sư phụ có nhiều đó thôi à, chứ không có hơn nữa đâu. Thì lúc sư phụ đang đi bác, sư phụ mới ngừng lại, sư phụ nói đừng có nghĩ như vậy nha, không có tốt. Thì ngài nghe ngài hết hồn, ngài mới biết rằng cái thuộc lòng của ngài chưa có đi tới đâu hết. Ông sư phụ của ngài chẳng những thuộc lòng tâm tạng mà còn biết ngài nghĩ cái gì nữa, quá dễ sợ. Nếu con trẻ người non dại, sư phụ bỏ qua cho con, lần sau không có nữa. Thì sư phụ mới nói thế này, cái chuyện mà giận ngươi thì không rồi đó, nhưng cái lỗi tha cho ngươi thì phải dễ. Giận thì không có giận rồi đó, nhưng mà tha lỗi thử khơi thì không có tha được, bởi vì nó là một cái lỗi lớn như phải không. Giờ chỉ có một cách thôi, một cách thôi là ngươi đi làm một cái chuyện gì đó cho đạo, gửi học trò đi qua bên Kinh Lan đó mà dịch kinh á. Thì cái lúc đó là kinh điển của mình đó là được viết bằng cái chữ chữ Kinh Lan cổ. Cho nên hôm nay nếu mà có người nào đó mà hỏi tôi nên học cái gì, thì tôi sẽ nói rằng là mình tu nên năm tông đó,
Thằng giáo quân thủy thì ngoài cái tiếng Pali ra nó để thử học tiếng Thanh Lan cổ xem sao, để mình tiếp cận với cái nguồn kinh điển mà được xem là tận nguyên thủy nhất. Để có ngôn ngữ thứ hai là Miến Điện. Thế giới tôi khuyên học Miến Điện là để vì kinh thấy cái điểm nhiều lắm. Ai mà có tới Sedagon là cái đại tháp mà giác vật tàn của Miến Điện ấy, thì chúng ta đều biết rằng bảo tháp nó nằm trên một ngọn đồi, thì có bốn cái cửa để đi lên, và đặt là cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Thì ở cửa đông ấy, cái cửa đông nghĩa là cái lối đi bằng cầu thang từ trên đại tháp xuống dưới phố ấy, hướng đông, nó có rất là nhiều cái nhà, rất là nhiều cái tiệm sách. Mà sau đúng nửa thế kỷ mà coi như chèn ép quân đội đó, thì cái chuyện in ấn của Miến Điện nó rất là hạn chế, cho nên Chư Tăng mà cần sách vở chỉ còn nước đem đi phô tô thôi. Cho nên hôm nay những cái nhà sách mà nó nằm dọc theo cái ngõ hướng đông của Sedagon thì nó đầy sách sách Miến Điện. Bây giờ chắc từ từ ngõ khác họ sẽ in, nhưng mà cái thời tôi đi cách đây 2 năm thì họ còn sản xuất phô tô, tội nghiệp lắm. Những bộ từ điển Pali mấy chục cuốn cũng phô tô, mấy cái cuốn sách về duyên khởi Patthisamutpada cũng phô tô. Vi diệu pháp mà coi như sơ trung cao học đó, dày mấy trăm trang vậy đó, tội nghiệp lắm, họ chỉ một rừng. Cho nên bà con mình thì ok, biết tiếng Thái thì tốt, nhưng phải nói rằng là tiếng Miến Điện là mình học đọc được tiếng Miến Điện, đọc hiểu, nên biết nói, biết nghe được thì tốt nha. Còn mà tệ quá đó thì đọc hiểu là quý vị cũng đã may rồi, đọc được mình tiếp cận được một rừng kinh điển nha. Rồi thì sẵn ở đây tôi nói luôn, ở đâu nó ra kinh nhiều như vậy là bởi vì các vị tinh thông Tam Tạng chú giải. Các vị cứ đúc kết cái hiểu của mình từ Tam Tạng chú giải, lấy cái hiểu của mình từ hai nguồn đó để mà đưa ra những cái nhận xét riêng về một số vấn đề mà trong kinh điển bỏ ngỏ không nhắc tới. Các vị nghe kịp không? Tôi nói các vị nghe kịp không? Dạ đúng rồi, chuyện giống như chuyện ngày nay các xe ná vậy đó, đúng không? Nãy giờ tôi giảng tôi nhắm mắt, bây giờ tôi mở mắt tôi mới nghe, đúng rồi, giống như chuyện ngày nay các xe ná vậy đó. Thì các vị có nhiều khi các vị họ viết cái gì mà tôi không đọc được thì tôi nhắm mắt nghe, tôi nhắm mắt. Tôi nhắc lại là nữa là tại sao sách Miến Điện nhiều thì tôi giải thích rồi, bên đó có quá nhiều cái vị thạc đức thạc học, người ta mới đúc kết cái biết của người ta về Tam Tạng, rồi đưa họ đúc kết những cái biết đó, lấy cái biết đó làm nền tảng để họ đưa ra những nhận xét riêng tư, mà nên nói riêng tư nhưng mà dựa trên Tam Tạng mà chú giải. Họ đưa ra những nhận xét riêng tư về những vấn đề bị bỏ ngỏ trong kinh điển truyền thống. Thế là cứ mỗi lần họ đưa ra vài nhận xét riêng tư như vậy, ta có ngay một cuốn sách. Mà lịch sử Phật giáo Miến Điện thì có không dưới 2000 năm. Thì các vị tưởng tượng xem coi cái sách vở của họ nó nhiều đến mức nào. Nhưng mà đây là một câu nói rất là quan trọng, câu đó này là vì bên đó có quá nhiều vị tinh thông Tam Tạng mà chú giải, họ mới lấy cái tinh thông đó làm nền tảng, rồi thì họ mới thử đưa ra những nhận xét của riêng số vấn đề bị bỏ ngỏ, tức là không được nhắc tới nhiều. Thí dụ như ngày Lady Sayadaw từng có một tiểu luận rất đầy đủ về vấn đề Bồ Tát Đạo theo tinh thần nhé, năm phần. Đây là một vấn đề bị bỏ ngỏ, bởi vì nếu ai mà có đọc kinh Đạn Nam truyền ấy, sẽ thấy là một chuyện là cái chữ Bồ Đi Sắp Tát là Bồ Tát nhé, Bồ Tát. Rồi cái chữ Parami là Ba La Mật nhé, đều rất hiếm khi xuất hiện và chỉ thấy nhắc đến trong bộ phận non trẻ nhất của tiểu bộ kinh. Tại tôi cái lớp học này tôi không biết bà con nghĩ gì về cái lớp này, cùng chia sẻ với nhau những cái điều mà tôi e rằng ở những cái room khác vì nhắm đến mục đích tựa là đại chúng
cho nên người ta không có nói sâu về một số vấn đề mà khó nghe, chẳng hạn như về một số từ ngữ Pali. Ok, cũng bản thân có chứ sao không, có chứ sao không. Ngài có viết hai biểu lệnh tâm á, Purisabdi Pani, đó là một cuốn nha. Cuốn này dày, cuốn này dày, cuốn này tựa đề tiểu luận kia, xin vào trang Nam Tông xem ở phần tiểu sử danh nhân Phật giáo hả? Bài viết về ngài Lady Sayadaw. Tôi không có phải quảng cáo về tôi, nhưng mà nó kẹt cho đến bây giờ thì tôi chỉ thấy có mỗi mình cái Trang Nam Tông là có cái phần tiểu sử đầy đủ nhất về ngài Lady Sayadaw. Cũng như là cho đến hôm nay tôi chưa từng thấy một cái mục tiểu sử nào trên internet, kể cả tiếng Anh, mà kể về đời của Tô Mạng Thù mà đầy đủ hơn cái bản tiểu sử Tô Mạng Thù của tôi ở trên Trang Nam Tông. Nói vậy không có nghĩa là tôi giỏi, mà là việc cái đúc kết nhiều nhiều bài viết, nhiều cái bài viết về tiểu sử của Tô Mạng Thù, tôi đúc kết, tôi gom nó thành một bài khá dài. Và còn mình những cái bài mà tôi được đọc bằng ngoại ngữ thì cứ ngắn ngắn đại khái là cái mỗi bài có một hai chi tiết đặc biệt, một hai chi tiết hay khác khác nhau một chút, và tôi tổng kết lại hết. Thì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy một cái bài viết nào về tiểu sử của Tô Mạng Thù mà đầy đủ như là cái bài của tôi. Mà đầy đủ hơn cái bài của tôi. Làm ơn và đâu đó đọc dùm nha. Ok, có những sự thật dù có phải gạt nước mắt mà nói thì cũng phải nói. Cái lòng ấy là thạc, giống như thạc sĩ vậy đó. Ngõ bị bỏ ngõ trong kinh điển truyền thống, mà cứ mỗi lần mà cái vị đưa ra những nhận xét như vậy đó về vấn đề nào đó là mình có ngay một cuốn sách. Mà trải qua hàng ngàn năm như vậy thì kinh sách kinh điển nhiều vô kể, và đặc biệt là người ta không có loạn quân loạn quan như mình. Còn mình thì coi như tha hồ muốn viết cái giống giải gì đó thì viết, không cần tâm tạng chú giải, cứ trọng thích là trọng thứ phan thứ đâu, cứ ai đọc chết ráng chịu nha. Chứ bên mình phải nói mình không có cái hội đồng kiểm duyệt, mình không có cái hội đồng trưởng lão. Cho nên là nếu mà chẳng hạn như mình thấy mình Phật giáo Việt Nam đi, mà lâu lâu ra một trường hợp của thầy Thông Lạc, hay là thầy có những cái vị mà lạ thì bên Bắc Tông thôi nha, chứ bên Nam Tông thì chỉ bình thường, nhưng mà lạ thì như lâu có những vị mà đưa ra những nhận xét mà là đi ngược là Bắc Tông thì như thầy Thông Lạc, hay là thầy Chân Quang, hay là thầy Phước Tiến, thầy có nói nhiều cái cũng đã đợi nghĩa lắm. Chẳng hạn như thầy phủ nhận một số kinh luận của Bắc Tông như kinh Dược Sư rồi chẳng hạn, thầy coi nhẹ vấn đề quán cụ siêu, rồi vấn đề là kinh địa tạng mấy cái đàn tràng cảnh tế rồi đó, ví dụ như vậy thì thầy coi nhẹ. Thì bên Bắc Tông thì tha hồ đó, Phật giáo Việt Nam có cái này đó, tức là cũng có giáo hội cho vui về mặt hành chánh để có con dấu chữ ký chức vụ cho vui, nhưng mà đại khái là có những cái hiện tượng mà bộc phát đó, thì giáo hội không có kiềm chế được. Trong khi đó mình theo tôi biết Phật giáo Thái Lan và Phật giáo Miến Điện thì không, tăng ni đông trùng điệp như vậy đó, nhưng mà tất cả những cái công trình mà sáng tác tiên soạn dịch thực viết lắp gì gì đó thấy vậy đó, nhưng đều có những cặp mắt xăm soi rất là kỹ của giới học thuật chuyên môn nha. Cho nên là họ không có loạn quân loạn tướng như mình. Ok, rồi tiếp theo là một cái bài kinh nữa, quên nó còn câu cuối không phải nói luôn. Cho dù chúng ta giỏi cách mấy đi nữa ha, thì chúng ta phải tưởng tượng, nếu mà nói về đời đó, thì cho dù chúng ta có giỏi cách mấy đi nữa thì sao? Thứ nhất, trước sau gì chúng ta cũng chết. Sao nghĩa chúng ta ra ngoài nghĩa trang có 800 người không giỏi hơn chúng ta, giỏi hơn chúng ta gấp triệu lần, từ rồi thì sao? Cũng lăn đó là chết. Nhưng cái thứ nhất giỏi cho lắm thì cũng chết. Mà cái thứ hai nữa, chúng ta phải biết một chuyện phủ vàng đó là
cái biết của nhân loại thời này nó sẽ trở thành cổ lũ sĩ so với cái biết của nhân loại thời đại khác nha. Trong cái vũ trụ bao la này đó, cái điều mà chúng ta biết mà so với cái điều chúng ta không biết nó còn nhỏ hơn là cái hạt cát mà so với sa mạc. Tại sao? Bởi vì hạt cát nó là hữu hạn, nó được cái diện tích của sa mạc mà Sahara, Gobi, ta tính ra mà. Cho nên hạt cát nó là một đại lượng hữu hạn, mà sa mạc nó cũng là một đại lượng hữu hạn. Rồi sao? Hữu hạn trên hữu hạn, cả tử và mẫu số đều là hữu hạn hết nha. Trong khi đó cái biết của mình là một cái hữu hạn, nhưng mà cái điều mà mình không biết nó là vô hạn, nó là vô lượng. Cho nên chúng ta lấy cái gì mà chúng ta tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự đại về cái biết của mình hay? Cái biết mình là bao nhiêu? Mà chưa kể cái biết của mình á, thời đại này nè, nó hoàn toàn là cái trò cười cho cái thời đại khác. Chẳng hạn như hôm nay mà mình coi lại mấy cái chiếc máy bay, mấy chiếc tàu mà của đầu thế kỷ 20 á, mình nhìn cái máy bay để mình nhìn, mình không có tưởng tượng hồi đó nó tệ như vậy. Nó tệ quá, quá sức tệ nha. Cho nên mình mà thời đó nó đó, cái đó đó là đỉnh cao văn minh, nhưng mà thời này thì sao? Thời này cái đó là rác. Từ cái mấy nhà sưu tập chứ còn mấy cái đó cho nó tao tự lấy nữa, để về để ở đâu, xài thì gì, còn nó tự làm là nó phá gãy tay gãy chân nữa nha. Cho nên là không có cái lý do gì chúng ta tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự đại. Thứ hai, nó nói về đạo. Cho dù chúng ta có tinh thông kinh điển hết mấy thì nữa, chúng ta hãy nhớ dùm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu Thế Tôn còn sống thì cái tam tạng không có phải dừng lại ở đây. Tất cả những gì chúng ta học á, chỉ là một trong một tỷ cách, một trong vô số cách mà Đức Phật diễn đạt về con đường giải thoát thôi, chứ không phải một bài kinh, mỗi bài kinh là một cái chân lý tuyệt đối, không phải. Mà tùy vào cái nhân duyên mỗi người, mà Đức Phật ngày đem cái tinh thần của tứ đế đó, ngày diễn dịch khác nhau. Tùy vào mỗi người mà ngày đem cái tinh thần tứ đế, tức sao những cái tứ đế thôi. Có nghĩa là mọi hiện hữu là khổ, đó là tập đế. Tất cả các sự ưa thích ham muốn đó là tập đế. Mọi sự hiện hữu đều là khổ đế, mọi ham muốn đều là tập đế. Sự chấm dứt khổ và tập á, sự chấm dứt hoàn toàn khổ đế thì gọi là vô dư y niết bàn. Sự chấm dứt hoàn toàn tập đế thì gọi là hữu dư y niết bàn. Và bát chánh đạo chính là con đường dẫn tới diệt đế. Chỉ vậy thôi. Một có một điều là tùy cái căn duyên của chúng sinh mà ngày diễn dịch cái tinh thần của tứ đế theo cái cách nào đó. Đã, nhiều lắm. Hãy cái điều tới ngày bao nhiêu thì tùy duyên mà ngày ngó họ rồi cái ngày. Cho nên tất cả những kinh điển mà chúng ta học đó, là chỉ là những cách nói khác nhau về tứ đế mà thôi. Và cái điều rốt ráo nhất là chúng ta không thể nào mà dạy thờ đến mức mà tự kiêu tự đại về cái mình biết Phật pháp. Tại sao? Là bởi vì một người bệnh đầu óc bình thường tỉnh táo mà lại đi khoe với người khác là nhà tôi thuốc nhiều lắm. Hãy nói như vậy. Tôi hiện giờ tôi đang uống được 60 viên thuốc mỗi ngày. Nếu thật sự người đó bình thường, không ai đi khoe là tôi đang bị ung thư, không ai đi khoe là tôi đang bị tiểu đường. Bây giờ tôi bệnh lắm rồi, bây giờ tiểu đường tôi đã đến giai đoạn cuối mà coi như một ngày tôi uống tới 18 viên thuốc một lần. Chỉ đang có nha. Thì Phật pháp y chang như vậy. Phật pháp là thuốc chữa bệnh, và phàm phu là người bị bệnh thì không có gì nó tệ cho bằng là người bệnh mà đi khoe với người ta rằng tôi đang bị nhiều bệnh và tôi đang uống thuốc, tôi biết nhiều thuốc lắm. Cái đó không có được. Cái chuyện thứ hai nữa đó, phải nói cái điểm độc đáo của Phật giáo là chỗ này. Ở ngoài đời đó, một cái cậu bé mà học tiểu học kiêu ngạo cách mấy, miễn là học giỏi thì vẫn đậu trung học. Mà khi mà một cái cậu thanh niên mà đậu trung học kiêu ngạo cách mấy, miễn mà học giỏi thì vẫn có thể lên đại học. Mà một cái BA rồi MA rồi tiến sĩ bình thường, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ bình thường, kiêu ngạo cách mấy cũng được, miễn là giỏi, miễn là có trình độ. Nhưng mà trong Phật pháp không như vậy. Phật pháp mà khi mà anh đã có lòng kiêu ngạo rồi thì toàn bộ những cái anh học đó, nó sẽ nằm lại ở cái mức độ trí văn mà thôi. Bởi vì với một người có trí tư mà ngon lành đó, thì họ không có tìm ra được một lý do nào để họ tự hào, tự kiêu, tự mãn hết nha. Nhớ giùm cái đó. Cho nên cái chuyện mà cho rằng mình giỏi đó, là một cái hành động biến tất cả cái biết của mình mãi mãi nằm ở cái mức tri văn.
chỉ người có trí tư là cái người biết vượt thoát khỏi cái học của mình để mà đi vào những cái suy tư sâu sắc, rồi từ đó mới có thể hy vọng lên đến cái trí tu, có nghĩa là cái biết thông qua sự thực chứng trải nghiệm. Cho nên tôi nhắc lại, ngoài đời mà mình có kiêu ngạo cách mấy, miễn là mình giỏi, là bằng cấp nào, học vị nào mình cũng tới được hết. Trong đạo thì không phải như vậy. Trong đạo chỉ cần anh thấy anh hay là anh chết cha rồi nha. Anh thấy anh giữ giới quá đã, anh quá trong sạch. Anh thấy cái thiền chỉ, thiền quán của anh nó quá đã, nó quá ngon lành, nó quá tiến bộ. Mà hãy cái mình mà đặc biệt cái thiền quán nó lạ luôn. Thiền quán khi mà mình thấy mình hay đó, có nghĩa là mình đang tồn. Đi hỏi mấy vị thiền sư coi tôi nói có tật hay là trục nha. Thì quán là lạ đời như vậy. Khi mình thấy mình hay quá nè, có nghĩa là lúc mình đang tụt. Tụt mà coi như là tụt không thắng. Nói thật mà bắt là tụt không thanh. Nó lạ như vậy. Nó lạ như vậy. Nó lạ lùng lắm. Cho nên đó là cái những cái nội dung mà cần phải lưu ý khi mà học tới cái bài kinh. Bài kinh số 3 nha. Rồi bây giờ tới cái bài kinh số 4 là bài kinh Ananda. Bây giờ đó là 7 giờ. Thì trong chú giải nói rằng là Ngài A Nan ấy, Ngài được rất là nhiều cái lời mời từ những đại gia cư sĩ. Trong chú giải nói rõ rồi. Trong chú giải có nói như vậy. Tức là Yasma Nandu Maha Punyu Sampa. Ngài A Nan là một bậc đại phước. Ông Tô Đi Vê Sinh Nê Đi Sĩ Đa Bền Tí. Ngài được rất là nhiều những cái đại gia quý tộc gồm vua, chúa, đại thần mời mọc đến tư gia, tư dinh, hoàng cung để mà cúng dường. Mà ở đó thì sao? Sắp Ba Lăng Cá Ra Bá Đi Mạnh Như Tà Biết Vua. Tức là ở đó có tới 1 tỷ giai nhân tú lệ túc trực ở đó. Các vị biết mà đời xưa người ta có tiền là người ta thiếu gì người hậu. Ngày nay thì khó. Ngày nay ví dụ như bây giờ tôi có 8 tỷ đô la đi, thì làm gì trong nhà tôi có nhiều gia nhân thứ như là nhiều lắm đó. Là bà xã tôi, mà đã nói bà xã tôi thì các vị hình dung ra được là cái mặt mũi của bà là chắc đã hơn tôi một chút thôi. Còn ngoài ra thì làm gì được như ngày xưa. Còn như ngày xưa mình có tiền thì mình muốn mua bao nhiêu nô lệ, mình muốn mua bao nhiêu gia nhân tú lệ cũng được hết. Chỉ vậy thôi. Còn ngày nay nhiều lắm, là mình mở tiệc tùng, là mình mời bạn bè, mình mời mấy diễn viên, ca sĩ, người mẫu về. Rồi xong rồi cũng phải phong bì bao thơ cho họ. Mệt muốn chết luôn, để họ làm cho cái bữa tiệc mình thêm màu sắc. Chứ còn ngày xưa thì những nhà giàu, hồi xưa thiếu gì, thiếu gì người. Như đông sắp kể ông Tô Đông Pha đó. Có lần nó có ông đi, ông bị biếm trích về một miền đất xa. Rồi người bạn tới tiễn ông, tặng ông một con ngựa quý. Nói rằng bạn bè thân thiết với nhau đi xa tôi không có gì tặng ông, tôi nghĩ cái món ông cần nhất đó là một con ngựa tốt. Thì tôi Đông Pha mới nói rằng mà tôi đi xa tôi cũng có gì vụ lặng nhà, tôi nghĩ ngài là người ở lại thì tôi nói nó an nhàn. Anh tôi đi xa ngài tặng nó món quà để món quà thích hợp cho người đi, thôi được tôi xin gửi lại ngài một món quà thích hợp với người ở vậy. Thế là ngài cái thích món thích hợp với người ở lại đó. Thế là ông tôi Đông Pha ông đem một cái cô hầu đẹp lắm tặng lại cho ông quan kia. Thì cái cô này cũng tuổi thân của nó. Thì ra trong mắt ngài là một đại gia, một thi hào, một văn hào. Cô tử này có một cái nhìn khác người ta. Ai ngờ ngài coi con như một món hàng hóa, ngài đánh đổi con ngao một con ngựa. Thì cô đau lòng của cô mới đập đầu phụ trách. Thì cái chuyện này không biết có hay không, nhưng mà ít ra nó cũng cho mình biết một chuyện là đời xưa nó phũ phàng như vậy đó. Thế giới này giàu và bọc như vậy đó. Thì hôm nay thì trung kinh mới nói rằng thì là ngài Văn Ghi Xá lúc đó mới là một vị tăng thọ tỷ kheo, một vị tăng sư mà đi chung với một vị trưởng lão vào những cái nơi chốn như vậy, nhìn thấy mấy cô mấy bà, những cái phu nhân, những cái gia nhân như vậy đó, ngài bị động tâm. Nhưng mà cũng may mắn là ngay lúc đó ngài kịp thời nhận ra, kịp thời nhận ra cho nên là ngài mới thưa lại với ngài. Ngài gọi là phát lộ đó. Trong Phật giáo mình có chữ phát lộ rất là hay, tức là tất cả những vấn đề nào trên thế giới này muốn được giải quyết thì chuyện đầu tiên là nó phải transparency, rất là quan trọng. Chữ transparency có nghĩa là minh bạch, là bạch hóa. Cái chữ này nó rất là quan trọng, minh bạch.
hay là bạch hóa, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình mà một bệnh nhân mà mình muốn hết bệnh thì chuyện đầu tiên mình phải đi ra bác sĩ, và mình giao hết cho bác sĩ. Họ muốn thử máu, thử đàm, thử phân, thử nước tiểu, họ muốn chụp x-quang, chụp x-ray đó, thì CAT scan, rồi MRI, rồi nội soi, ultrasound gì đó, siêu âm. Họ muốn làm cái gì thì tha hồ, miễn làm sao mà họ lục lọi bánh chành bé bẹ cái con người của mình ra để họ phát hiện mọi ngóc ngách, mọi góc khuất, mọi chỗ tối trong đó, để mà họ biết vấn đề gì đang xảy ra cho mình nha. Đó là vấn đề cá nhân. Rồi trong nhà của mình mà càng nhiều chỗ tối, càng nhiều chỗ khuất thì chuột, rắn, rồi gián, kiến, mối nó tha hồ, nó hoành hành. Rồi trong một đất nước cũng vậy. Trong một đất nước mà có quá nhiều vùng cấm thì cái vấn đề của đất nước nó sẽ rất là nhiều. Một đất nước mà được xem là tiến bộ văn minh thì không có một cái góc khuất nào mà cơ quan điều tra và cơ quan truyền thông không thể chạm tới. Nha. Còn những cái đất quốc gia mà có vấn đề là những quốc gia mà cơ quan truyền thông và cơ quan điều tra là cắm tay nối dài của chính phủ trung ương. Cho nên là có một tỷ cái vùng cấm mà cơ quan điều tra và cơ quan truyền thông không chạm tới được. Nha. À, là cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Trong khi đó, theo tinh thần Phật giáo thì tất cả mọi sự ở đời chỉ có thể được giải quyết thông qua một con đường duy nhất, đó là bạch hóa, là minh bạch hóa, là phơi bày, là phát lộ. Đấy. Cho nên trong luật nói tỷ kheo mỗi nửa tháng phải gặp nhau một lần để có bao nhiêu điều đem nói lại cho nó hết. Mình tự thấy thì trình với tăng để sám hối, mình không thấy xin anh em huynh đệ thầy tổ nhắc nhở giùm, moi ra cho mình biết. Đó thì cái đó gọi là cái lễ phát lộ là vậy đó. Đúng ra cái chữ này là dịch ý chứ không phải dịch nghĩa. Chữ Bồ Tát hôm qua tôi nói rồi, nó là trưởng tịnh nha. Nhưng mà Tàu họ cũng có cái trong kia, khi mà họ nghĩ ra một cái chữ đó là chữ phát lộ là vậy đó, có nghĩa là patidisana. Patidisana, patidisana có nghĩa là phát lộ, không phải từ chữ Ubosatha như nhiều vị hiểu lầm nha. Chỉ phát lộ là từ chữ patidisana. Patidisana là phát lộ, có nghĩa là có cái gì đem nói ra hết. Hoặc là như chữ tăng thì theo sau ngày nhập hạ, nó có cái ngày là ngày Pavarana. Pavarana cái chữ này có nghĩa là request, là requirement, requirement, requirement có là yêu cầu hay là đề nghị. Yêu cầu hay là đề nghị có nghĩa là sao? Cái là danh từ của cái động từ đó là request, yêu cầu hay là đề nghị. Chữ từ tứ thì bao qua ra nè, nó có nghĩa là vậy đó, yêu cầu hay đề nghị. Cái nghĩa là xin bạch với chư tăng, trong 3 tháng an cư vừa qua, nếu các vị thấy tôi có lỗi lầm gì thì xin nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức sám hối ngay bây giờ và tại đây. Đó, ngay bây giờ và tại đây. Lớn nhỏ gì cũng vậy, vị nào cũng phải nói câu đó. Là trong thời gian vừa qua, nếu mà các vị lớn nhỏ ở đây mà nhìn thấy tôi có vấn đề gì thì xin nói cho tôi biết, tôi sẽ sám hối ngay bây giờ và tại đây. Đó, cái gọi là Pavarana, tức là cái nghĩa là cái từ nó nghĩa là yêu cầu hay đề nghị. Cái chữ này được dùng cho cái buổi sám hối ngay sau khi ra hạn. Còn mỗi nửa tháng đó thì gọi là Uposatha, nhưng mà cái việc mà phát lộ đó được gọi là Patidisana. Patidisana có nghĩa là đề nghị, cũng là một đề nghị chứ đăng. Nhưng mà đây không phải là đề nghị như Pavarana mà là nói ra hết những cái chuyện mà mình thấy về mình. Cho nên tôi nhắc lại cái nội dung mình kinh này nó sâu ở chỗ nào, là nói đến một cái tinh thần quan trọng của Phật pháp, đó là muốn giải quyết, muốn được giải quyết rốt ráo thì tất cả các vấn đề phải được bạch hóa, kể cả những vấn đề bản thân mình. Và nó đặc biệt lắm quý vị, tiếc là hôm nay, cho đến hôm nay sofa chúng ta chưa có được một cái đạo tràng như vậy cho tăng ni cư sĩ nói chung. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mọi người ở đó hoàn toàn thử sống một tháng hoặc là ba tháng xem sao, trong cái tinh thần tự giác.
Tức là chỉ cần mình có một cái suy nghĩ gì đó nó không hay về đối phương, mình dám tới nói thẳng, thưa chị, thưa cô, thưa anh, thật ra ngày hôm qua cái chuyện mà anh tưới nước mà nó văng chúng tôi nghĩ nó là ác ý, mà tôi về tôi nghĩ là nó không phải như vậy. Thì tôi chỉ báo cho anh biết là hôm qua tôi từng có suy nghĩ về anh như vậy, về chị như vậy. Thưa cô, ngày hôm qua khi mà tôi đi ngang tôi thấy cô đóng cửa hơi mạnh tay, tôi nghĩ rằng đó là một cái động tác nhắm đến tôi, nhưng mà tôi về tôi nghĩ lại thì không phải. Tôi báo cho cô biết là tôi đã từng có suy nghĩ như vậy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi có suy nghĩ như vậy. Nếu thử mình có một cái thiền viện nào mà thử như vậy đó, xem sao tự nhiên thử như vậy đi, hay lắm. Tại mà thử nha, cái này mình phải là một cái những con người mà phải nói là toàn tâm toàn nghĩ cầu đạo giải thoát mới có mặt trong cái đạo tràng này được. Chứ còn cái thứ mà cái chớn mà vô đây là không được nha. Thử nên có một đạo tràng như vậy. Và trong số những người tôi biết có không dưới 20 người về điều kiện tâm lý đủ trung thành và chân thành để có mặt trong một cái đạo tràng như vậy. Theo tôi nhận xét là trong số những người tôi quen có không dưới 20 người đủ sự trung thành và minh bạch, thiết tha để có mặt trong một đạo tràng như vậy. Thì tôi gọi đạo tràng đó là một đạo tràng trốn rồi, trốn được cái tay này giỏi nè, cái tay này hay nè, cái tay này hay nè, tìm ra được. Nhưng mà còn cái cuốn kia tôi quên mất cái tên rồi nha. Cái cuốn kia là như Paramilipani hay là cái gì tôi quên rồi nha. Đúng rồi. Nhưng mà cuốn này dày, còn cái kia là cái này là cuốn sách nha. Còn cái kia đó là cái này thì hơi nói chung, còn cái cuốn kia là rốt ráo Bồ Tát Đạo nha. Tìm được cái ở trong cái năm tông cái mục mà gọi là biên khảo rồi tiểu sử dân nhân ấy. Ok, bây giờ mình qua một cái bài kinh khác nha. Khoan, mình trở lại câu nói ngã nan chút chứ nha. Ngã nan ngã xác nhận cái này: chính vì điên đảo tưởng tâm mong bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tịnh tướng hệ lụy đến tham dục, nhìn các hành vô thường khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục chớ để bị cháy dài, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm cái định tĩnh. Cái tu tâm bất tịnh là bất tịnh quán đó, chứ không phải tu tâm bất tịnh đây nghĩa là trao dồi cho cái bất thiện tâm nó nhiều, không phải. Mà tu tâm bất tịnh đây nghĩa là tu cái bất tịnh quán này, ha. Chính vì điên đảo tưởng làm sao? Cái điên đảo tưởng cái này đó, tiếng Pali nó là quyết phân phải. Tôi làm việc nhanh đó, nhiều khi nó có cái sơ phát liên quan là quyết phân phải. Nó tự nó cùng nghĩa với quyết phân là sao? Cái là điên đạo tưởng làm sao? Hai cái chữ này nè nó vô cùng quan trọng và vô cùng quan trọng. Tại sao? Là bởi vì là nay mai gì mà đi tu thiền đó ha. Một là tu thiền, hai là đọc sách thiền, ba là đọc sách Ấn Độ. Chẳng hạn như bộ Vô Ngại Giải Đạo Patisamphida Mắt gác Ta tạng cuốn mấy ta 31 cuốn 31 nhé. Thì trong đó là cái chữ này được nhắc tới, nhắc lui là coi như 1 tỷ lần nha. 1 tỷ lần cái chữ quý bà là sao này, là sao? Là điên đảo tưởng nghĩa là gì? Có nghĩa là trong những cái vô thường thì nghĩ là thường, trong cái đau khổ thì thấy đấy nó là lạc, trong cái vô ngã đó thì đã thấy nó là có cái tôi, trong cái bất mỹ bất tịnh á thì là thấy có thiện có mỹ, thường là ngã tịnh nha. Thì 4 cái này nè được gọi là điên đảo tưởng hay là điên đảo kiến nha. Và điều đặc biệt là nghe người ta nói cái gì mà mình bị sốc, làm ơn chạy vô coi trong kinh điển nó có nói hay không, chứ đừng có nổi điên lên nha. Đừng có mà thấy người ta chạm tới mình là mình nổi dịch mình lên thì là nó ủ cái đời người của mình lắm, lâu lắm được làm người một lần. Mà cứ học được ba mớ rồi cứ nghe ai mà chạm tới cái gì biết của mình cái mình nổi điên lên đó là ủ lắm nha. Ví dụ như đó giờ tôi quen, tôi nghĩ là mình trồng cà trồng mớt là trồng theo cấp đó, ở đó ngoại tôi cũng dạy vậy, rồi má tôi mới dạy ra cho tôi. Tôi quen vậy, bây giờ tôi thấy ai mà bài cách mà khác cách của tôi đó thì tôi nổi sùng lên. Tôi nổi sùng kỳ, sao mà sao không giống cái ông ngoại tôi đi dạy cho má tôi.
mà không giống như cái má tôi dạy cho tôi. Rồi tôi nổi điên lên, quý vị nghĩ cơ tôi có phải là người bình thường không? Chỉ là kinh nghiệm trồng gà trồng ớt thôi. Mình phải học thêm, mình phải đi tìm hiểu coi người ta nói nó trúng hay sai. Chứ còn mình không thể nào mình bị chạm độc chỉ vì người ta nói không giống với cái mình biết nha. Không được, nó không được. Thì ở đây đi đạo tưởng là vậy đó. Thì coi coi vô trong cái bộ vô ngài giải đạo này nè, coi coi người ta có phải người ta nói như vậy hay không. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là cái bản dịch của ông Nguyễn Văn Nhân đó, tôi viết và viết ra chứ còn nói để quên. Bản dịch của ai? Của Nguyễn Văn Nhân có nhiều vấn đề. Vì người dịch có vẻ như chưa từng đọc qua kinh tạng. Rồi gì nữa? Thiếu dụng ngữ trầm trọng. Thiếu trầm trọng. Thiếu trầm trọng. Thiếu cái dụng ngữ, thiếu cái chữ dùng trầm trọng. Thì hôm nay nó kẹt, quá sức kẹt đi. Cho nên mình không có bản dịch nào thì tôi mới đề nghị quý vị, đề nghị quý vị tìm đọc cái bản của ông. Nhưng mà tôi biết ở Việt Nam á, cho đến hôm nay á, nếu tôi không lầm á, thì mình có cũng có khoảng 4 cuốn kêu là dịch cũng đó, mà kêu là soạn cũng được, kêu là tổng hợp cũng được về cái bộ này mà quý vị nên tìm hiểu. Thứ nhất là cái bản dịch của Thượng Tọa Pháp Chất, Pháp Chất Chùa Hương Thủy Cát Lái nghe. Chùa Hương Thủy Cát Lái. Nếu bây giờ thì chúng ta có còn giữ không? Cái bản thứ hai là của ông Nguyễn Văn Ngân, Canada. Cái bản thứ ba, nếu tôi không lầm nha, cái này tôi không lầm, tôi nhớ đại, tôi nói đại, bà con thấy sai sửa giùm nha, là hình như là của Thượng Tọa Thiện Minh, không biết có không ta, tôi nhớ bằng máy. Còn nếu không có là thôi, coi như tôi chưa nói nha, tôi nhớ bằng máy đi, ngủ quen. Và cái thứ tư đó chính là cái bản, gọi là bản toản yếu, toản người ta toát mà là bản toản yếu của sư trưởng, tức Thượng Tọa Thích Quảng Pháp, toản yếu. Mà tôi thì tôi đề nghị quý vị, ở đây tôi đã nói 1 tỷ lần nghe, người ta nói gì kệ người ta, mà cái quan trọng là cái nội dung người ta nói. Thì bây giờ tôi rất là khó chịu khi tôi phải nói đến một vị mà là người thân thuộc của tôi, là Thượng Tọa Thích Quảng Pháp. Nhưng mà trong cái chỗ nhận xét của tôi thì đây là cái bài, cái bản toản yếu này là cái bản đáng đọc nhất. Đáng đọc nhất. Thì bà con có thể liên lạc với, trực tiếp với Thượng Tọa ở chùa Vũ Đức Biên Hòa, hoặc là sư Pháp Nhiên ở chùa Sư Lý quận 6 Sài Gòn để mà có được cái bản này, mà tôi cho rằng là rất đầy đủ. Và nếu được đó thì nếu ai trong nước mà làm được cái này thì coi như công đức vô lạng, vô lạng tức là vô lượng đó. Là bản thân mình đánh máy hay là thuê ai đó đánh máy, rồi thì một là phát hành trong cái dạng sách in, còn không nữa là sách ebook, có lẽ là electric book. Còn ba nữa đó thì biết ở đây nghề viết cái chữ gì con đọc không nổi, cái chữ nào đọc được con chết liền, cái chữ gì nữa. Còn hai nữa cũng không hiểu luôn, viết như vậy cũng không hiểu chữ gì, cũng không hiểu ý ngài nói cái gì. Thì hai nữa là đưa lên một cái trang web nào đó, các bạn đó rất là wow, là đáng đọc, dạ, rất là đáng đọc. Thì trong đó có nói về cái điên đảo tưởng nha, điên đảo tưởng thường lạc ngã tình nha. Mà người ta nó là có cả cái bản Pali trong đó nữa, cái bộ kinh Pasavida này nè, có cả bản Pali trong đó, chứ không phải là do một cái ông sư ông thầy nữa, nó ngồi tự nhiên rồi cái sáng tác, là không có. Cái này trong kinh nói là cái này là của ngài Xá Lợi Phất nha.
do chính vì điên đảo tưởng đó, cho nên là ngày nói ngày Quan Thế Xá, ngã nan ngày nói ngày Quan Thế Xá, nó do điên đảo tưởng chấp vào cái thường lạc ngã tịnh ấy, cho nên cái tâm của hiền giả nó bị đốt nóng. Thôi bây giờ hiền giả hãy tu tập tam tướng quán đi, từ quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, mà đặc biệt là cái bất tịnh quán, để nhờ đó đó mà hiền giả mới có thể được an lạc. Thêm một cái chuyện quan trọng nữa ở đây, đó là cái chuyện mana phi samaya, có nghĩa là nhà Minh Châu là dịch là nhờ quán sâu, dịch là chết mình, quán sâu. Quán sâu kêu mẹ, mà đồng viên chỉ ấp phí sao mà giác, có nghĩa là liễu tri, hay là thấu suốt, hay là sự chứng ngộ. Rồi bà con coi trong từ điển giùm nha, coi trong từ điển giùm nha. Hoàng Văn Hải hả? Ok, dạ cảm ơn, dạ. Dạ. Đây cái này con chỉ biết mơ hồ thôi, cái bản nó con chưa từng đọc qua, mà chỉ nhớ trong trí nhớ là có từng biết qua cái thông tin nó hơi mơ hồ thôi. Dạ rồi, con cảm ơn. Thì bây giờ các vị thấy đó, cái chuyện áp phí sa mà giá ở đây đó, nó có nghĩa là liễu tri, nó là thấu suốt, là chứng ngộ gì đó, đọc từ điển. Nhưng mà đặc biệt là không có đọc kinh tạng, không có học A Tỳ Đà, thì cái chữ ngã mạng hay là chữ mạng nó mana được hiểu, thường được hiểu một cách hẹp và cạn. Hẹp là không có rộng, mà cạn là không có sâu. Chữ mana đó, và không phải người bình thường, không phải Bồ Thí Bát Ký Giá là nói về 30 cuốn trên đây ấy, là nói về 37 Bồ Đề Phật, còn cái tiểu luận kia nhé, là nói về Bồ Tát Đạo. Đã. Mà các vị bảo tại vì tôi bây giờ trước mặt tôi là một đống bài, cho nên tôi không có đi vô đó tôi lục được nha. Trong Nam Tông ấy, namtong.org. Namtong.org nha. Vô trong đó dù có một biên khảo hay là nghiên cứu gì tôi quên, nó có cái bài viết, trong đó có cái bài viết về bài soạn về cái tiểu sử nghệ Lê Đi đó. Uh-huh. Lấy giờ tôi ngưng lại đây, mất thời gian cho bà con, có được video tôi tìm được. Đó, ngày dạy, ngày nói ngày Quan Thế Xá nó là hãy nhớ lìa bỏ những điên đảo tưởng, hãy quán vô, đặc biệt là gì? Hãy tu cái thân hành niệm. Trong đây ngày có nhắc đến cái thân hành niệm. Thân hành niệm. Ha. Ca giác gấp ta sạch tị nhé, xem thêm nhé, trong kinh thân hành niệm số mấy ta, số 119 để gì nữa, trung bộ kinh nhé, để hiểu thêm nhé. Niệm dễ sợ như vậy đó, các vị học phải học kinh, học làm sao mà thấy kinh này mà thấy qua kinh kia. Cái này phải tôi nhớ nha, mà cái này do lúc tôi đọc, tôi dò trước để tôi giảng thì tôi mới chụp nhớ, tôi thấy thân hình niệm đúng là nhớ trong trung bộ kinh có, thế là tôi phải đi dò mới biết số 119, chứ phải tôi không có nhớ số 119, nhưng mà tôi có nhớ là kinh thân hình niệm có trong trung bộ kinh, rồi tôi mới vô đó tôi tìm. Rồi có cái gì nói rõ đó, trong thời là cái gì nói tôi nổ thế là, nhưng mà tôi không nhớ được cái là thân hình niệm có một bài kinh ở trong bài kinh thân hình niệm trong trung bộ kinh, còn số 119 là do tôi coi.
thì thân hình niệm tôi chỉ nhắc sơ thôi. Thân hình niệm tôi nói gồm có cái gì? Quán hơi thở nè, rồi quán quay nghi nè, rồi tiểu quay nghi nè, rồi quán bất tịnh nè, quán bốn đại nè, quán tử thi nè, nha. Nói chung thân hành niệm có nội dung của thân quán niệm xứ. Rồi đó, cho dễ nhớ, đây là dành cho mấy cái người mà coi như sợ đó, sợ nó bây giờ tôi già quá hoặc là chỉ nhớ tôi kém quá thì tôi lại rất là muốn ghi những câu này dành cho mấy cái người đó. Nhắm mình nhớ dở quá thì thôi mình kiếm cách nào cho nó dễ dễ nhớ nha. Có nội dung gần giống như là thân quán niệm xứ vậy đó. Nghĩa là tập một biết hai nha. Là thời nay có rất nhiều người đi vào trong cái rừng nghe giảng cái nổi giận người đã không nói biết ông sư này ông nói dựa vào đâu mà mắc cái chứng gì người ta đã cho mình địa chỉ rồi mà không chịu đi đọc sợ kinh cắn hay làm sao. Lạ như vậy đó, nó lạ lắm, những cái người nó lạ lắm. Nhưng mà hồi xưa cái thời mình chưa có internet thì mình còn nghi với ông sư này ông có bài thêm vẽ thêm hay không. Còn bây giờ trời đất ơi, sướng cũng chết như vậy đó. Mà nhất là người ta cho mình địa chỉ để mình đọc mà nhất quát lại không, cứ ngồi nó mà ôm hạnh nè. Làm sao đề nghị như vậy để hành giả mà thấy cái vấn đề mình nhiều quá thì cho hành giả nên chú ý chúng ta thay thành niệm. Và chúng ta nhớ một chuyện rất là xúc động là sau khi Thế Tôn đã niết bàn rồi thì lúc đó Ngài Sa La Phất và Mục Liên cũng đã không còn nữa. Thì ngày hôm nay Ngài có nói thế này: bậc đạo sư nay đã không còn nữa, các huynh đệ tôn túc khải kính đáng mến cũng không còn nữa. Ngày nay bạn bè của ta chỉ còn lại có thân hành niệm mà thôi. Các vị muốn hỏi tôi ở đâu có bài kệ này, xin thưa đó là Trưởng Lão Tăng Kệ. Kiếm được cái mục mà về đời Ngã Nan ấy nha. Địa chỉ nó cho địa chỉ luôn nha. Thì mình sẽ thắc mắc nữa, ủa Ngã Nan cái đất A La Hán rồi mà để sợ nghe nói nhiều thân hành niệm, đó lại là hiểu lầm nữa. Cái người mà cầu đạo giải thoát thì an trú ở trong tứ niệm xứ nói chung, gọi là trong cái thành niệm nói riêng. Nhưng mà khi mà đắc rồi thì họ sống ở trong đâu, họ an trú trong đâu cũng nhiều đó cậu. Bởi vì bản chất thế giới là cái đó là trong bốn niệm xứ nha. Mà cái người mà là thánh nhân thì sao, họ luôn luôn sống trong cái sự thấu suốt thế giới. Mà sống trong sự thấu suốt thế giới cũng có nghĩa rằng là họ đang sống trong cái sự tỉnh thức về cái bản chất của thế giới. Mà cái sự tỉnh thức về bản chất của thế giới chính là niệm xứ vậy nha. Chứ đừng có ngồi vẽ vời cao siêu màu nhiệm thật ra chỉ có nhiều. Cho nên một người chưa đắc quả A-la-hán thì cũng phải nhờ pháp môn cái niệm xứ. Mà đắc rồi thì nội tâm suốt ngày cũng sống trong cái thứ niệm xứ. Đi, đứng, nằm, ngồi, thân, thọ, tâm, tác, vô thường, khổ, vô ngã, biết rõ suốt ngày có bao nhiêu đó thôi nha. Có bao nhiêu đó thôi. Cầu đạo giải thoát chắc cũng phải lấy đó làm đường đi. Khi đắc đạo giải thoát rồi thì lấy đó làm pháp an trú. Ghi câu này cũng được: còn là phàm thì lấy bốn niệm xứ làm đường đi, chứng thánh rồi thì lấy đó làm pháp an trú, làm cảnh giới lai vãng. Hiểu không? Các vị nghe cái gì nghe kịp không? Còn là phàm ấy, thì lấy bốn niệm xứ làm đường đi, rồi đó thì tiếp tục lấy đó làm pháp an trú, làm cái cảnh giới lai vãng. Nghĩa là suốt ngày cũng lưu tới bao nhiêu đó thôi. Lai vãng là lưu tới, chứ không có cái gì khác hết. Không có cái gì khác hết. Nhớ chỗ này. Anh nói là an trú trong cái trí bát nhã bát nháo gì đó mình lắm nha. Chưa thánh chưa chứng thì lấy tứ niệm xứ làm đường đi, mà chứng thành rồi thì lấy đó làm pháp an trú, làm cảnh giới lai vãng. Xong. Bây giờ mình nói qua cái bài kinh thứ 5, đó bài kinh khéo nói. Bài kinh khéo nói thì bài kinh này là bài kinh này, nếu mà nói cho tới nơi tới chốn thì có như tới 8 tiếng đồng hồ. Thì các vị mà muốn nghe mà đầy đủ bài kinh này thì 8 tiếng đồng hồ, còn nếu mà nói ngắn gọn thì chỉ có 3 giây thôi.
cái 3 giây thôi, bây giờ nói 3 giây đi. Cái bài kinh này, cái tiếng Pali của nó súng Hà Sư Tà, có nghĩa là thiền thuyết hay là thiền ngôn. Sư Tà Sư Tà mới tập qua thì thấy không có gì hết, nhưng mà thật ra bài kinh này sâu vô cùng, sâu hơn. Thứ nhất, cái con người của anh nó như thế nào thì anh mới có thể phát biểu được như vậy nha. Mới nghe như vậy tôi biết nhiều người hơi khó chịu, nghĩa là chắc ông nói như vậy nghĩa là ông nói ông con. Không phải vậy đâu. Nói như vậy không có nghĩa là pháp sư là cái người tu hành ngon lành chưa chắc. Là vì sao? Là vì thứ nhất, ông nói theo kinh hay là ông nói theo cái sự chứng ngộ của ông, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngoài cái giờ nói đó ra gì đấy, cho nên đây tôi phải mở mặt nói thêm hai cái điều đó là vậy đó. Một là ông nói theo kinh, hai là ông nói theo cái sở chứng, cái thân chứng, cái trải nghiệm của ông, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sau khi mà ông nói xong mà tắt máy rồi, cái đời sống của ông nó ra làm sao đó. Cho nên tôi phải rào trước để cho biết rằng tôi không hề có ý là nói rằng tôi ngon lành, tu hành ngon lành nha. Nhưng mà tôi đang nói một ý khác, nghĩa là một cái người mà thiện ngôn mà đúng như cái tiêu chuẩn của Đức Phật thì là giải thích cái chữ lời lành thôi. Cái người mà nói được lời lành là người phải nói phải có tâm lành, mới có tâm lành để nói lời lành. Đó, cái câu này nó mới quan trọng. Chỉ có người lành mới có tâm lành để nói lời lành. Cho nên nói đời tu là để trao dồi lời lành thì cũng không sai. Biết các vị nghe kịp không? Các vị có nghe kịp chỗ này không? Nên nói đời tu là để trao dồi cái lời lành đó là không sai. Là vì sao? Là vì anh phải có tâm lành á, anh mới có thể nói lời lành. Nó quan trọng quá chứ. Chỗ này bài kinh thì tôi nói nó sâu chỗ đó. Nó sâu ở cái chỗ là chánh ngữ là mình lựa tưởng chánh ngữ là một trong cái chánh đạo là sai. Hiểu như vậy là kẹt quá, hiểu như vậy thì nghèo quá. Và bởi vì chánh ngữ là gì? Chánh ngữ đó, nếu mà nói nghèo quá, nếu mà nói theo hạn chế đó là chánh ngữ là không ở hoa hợp cái ngữ, mà cái ngữ phải không, cái ngữ là cố ý tránh xa, phải của chúng ta bốn ác ngữ gọi là chánh ngữ. Nhưng mà định nghĩa sâu rộng hơn thì chánh ngữ là lời nói nào có nội dung nhé dẫn đến mười chánh là gì ta? Mười chánh là gì? Là chánh kiến, là cái chánh định, là cái chánh trí, rồi cái chánh giải thoát. Nhớ nha, cái điều đó nhớ vậy này nha. Còn nghi ngờ không biết là ông này ông nói ra đâu, là mơn lên là mơn về dò lên tôi nha, hoặc là hỏi sư trưởng, hoặc hỏi ngài Thanh đó, hỏi một người. Ủa hỏi ngày bay và hỏi thượng tọa giác giới có đúng như vậy hay không? Hỏi thượng tọa giác giới có đúng như vậy hay không? Đó là có người nói như vậy, nói chánh ngữ là vậy đó. Chánh ngữ có hai cái định nghĩa, một là nói hẹp á, nói nghèo á, định là cố ý tránh xa bốn ác ngữ. Còn mà nói rộng á, là chánh ngữ là cái lời nói nào mà có nội dung dẫn đến mười chánh, gồm có chánh kiến vân vân, rồi đến chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, có đúng như vậy hay không? Cái chánh ngữ nó dễ sợ như vậy đó. Mà cái người nào mà muốn nói được cái chánh ngữ này nè, thì cái người đó phải có một nội dung như thế nào hả? Cái đó không cần tôi phải nói thêm nha. Cái nghĩa là con người anh phải có 8 cái này anh mới có cái ngôn ngữ đó được nha. Và thêm một chuyện nữa, đó là tại sao mà thường á, mình nghe cái định nghĩa chánh ngữ, mình cứ nghe định nghĩa cái này, chánh ngữ là không nói lời ác sai. Tôi phải nói thẳng là sai. Nghĩa như vậy là sai, nghe thì hay đó, nghe thì xô, nhưng mà định nghĩa như là sai. Chánh ngữ không, chánh ngữ mình không thể định nghĩa chánh ngữ là không được.
thì nếu là không nói lời ác mà lời chánh ngữ là sai. Vì sao? Vì một đứa bé nó không biết nói, nó còn nằm ngửa, nó bú sữa, thì đứa bé này nó đâu có biết nói dối, nó đâu có biết nói lời vô ích, nó đâu có biết nói lời đâm thọc, nó đâu có biết nói lời thô ngữ. Hả? Cho nên không nói ở đây chưa hẳn là chánh ngữ nha. Xin bà con nhớ dùm cái này 100.000 lần, nhớ tới nhớ lui nhớ hoài. Không phạm giới chưa hẳn là giữ giới nha. Tôi nhắc lại, không phạm giới chưa hẳn là giữ giới, mà giữ giới là cố ý không phạm giới trong trường hợp lẽ ra là phạm giới. Đó, cái này mới là giữ giới. Đấy, đó, nhớ nha. Không giữ giới chưa chắc à, xin lỗi, không phạm giới chưa chắc là giữ giới, mà giữ giới ở đây phải là sự cố ý không phạm em không có ăn. Đó, cái đó mới là đã đó, cái đó mới là giữ giới. Chứ còn mình ăn no, nó cứng cái bụng rồi, 12 giờ trưa chuông điểm 12 giờ mình đã quất no cái bụng mình rồi, thì tới 11, người xin lỗi, tới 12:45 người ta mời mình bánh xèo ngon quá mà mình không ăn, thì mình nói là đó là giữ giới thì sai, là bởi vì cái bụng mình không còn chỗ nhét nữa. Nhớ nha. Hoặc là quý vị là đàn ông, là thanh niên, mà người ta đưa mình phấn son, nữ trang, phụ nữ mình không có xài, rồi mình nói tại nay bác quan quỷ đó nha. Mình mà rớ cái đó thì phải đi má thì cũng có ra, là bởi vì mình còn là con trai mà. Ok. Cho nên nó là không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Và không nói bốn lời xấu, bốn lời dữ đó, chưa chắc là chánh ngữ, mà là chánh ngữ là sự cố ý không có nói những lời, không nói bốn lời ác. Thì bốn lời ác đây là gì? Là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời ác. Tôi nói bằng cái này nó sâu ở chỗ này. Tại sao gọi là không phiếm luận? Không phiếm luận là cái nội dung không có tào lao, không có nằm ngoài cái lý tưởng giải thoát. Còn không nói lời độc ác ở đây không có phải là mình không nói lời hung dữ thì gọi là chánh ngữ, không phải, mà phải là người có cái khả năng phát biểu bằng từ tâm thì mới gọi là kinh nói. Không kinh nói chứ mà là tôi nói trong chú giải này, nói có khả năng nói năng, có khả năng phát biểu bằng từ tâm thì mới gọi là lìa ác ngữ, thô ngữ. Đó, cố ý nói lời giải thoát mới gọi là lìa phiếm luận. Phiếm luận thì nó vô ích á, mới gọi là lìa phiếm luận. Chứ mà tự nhiên trầm mờ mình ngủ mình gọi là chánh ngữ sai nha. Sai. Thấy lỗi trong dối trá, thấy trân quý sự thật trong lời nói thì mới gọi là ta lìa vọng ngữ nha. Chứ không phải không nói, phải định nghĩa như vậy. Có khả năng phát biểu bằng từ tâm thì mới gọi là lìa ác ngữ. Có lời, có cái gì quá nhỉ, cái lời nói mà có nội dung giải thoát à, có cố ý nói lời có nội dung giải thoát thì mới gọi là lìa phiếm luận. Mà thấy lợi, thấy lỗi chứ, thấy lỗi trong dối trá, phải thấy trân quý sự thật trong lời nói thì mới gọi là lìa vọng ngữ. Chứ còn mà không nói đó là chưa đủ. Nhớ nè, nó sâu dữ lắm cái đó. Và cái quan trọng nhất là anh phải là người lành thì anh mới có tâm lành để nói lời lành. Đây là định nghĩa sâu sắc nhất và chính xác nhất nha. Anh phải là người lành thì anh mới có đủ cái tâm lành để mà nói cái lời lành. Còn mà nói rằng anh không nói gì hết mà gọi là chánh ngữ là sai. Cho nên tịnh khẩu theo lời Phật không có nghĩa là hạnh tu,
niêu sò ốc hết, mà là tuân thủ bốn nguyên tắc trên đây. Đó, nó vậy đó. Nhưng thu thúc nhãn căn không có nghĩa là lấy vải đen bịt mắt kiểu tử tù. Đó, thu thúc, hãy ghi cái này ra cho nhớ. Thu thúc nhãn căn không có nghĩa là dùng vải đen bịt mắt như tử tù. Cái đó là có đúng nha. Bởi vì nếu mà mình thu hút nhãn căn á, mà là dùng vải đen bịt mắt như tử tù á, nếu mình thấy cái đó đúng thì cái tịnh khẩu á, là sự im lặng á, nó mới đúng. Còn nếu như mà mình hiểu cái tịnh khẩu nghĩa là im lặng không nói gì hết, mà như vậy được gọi là tịnh khẩu, thì như vậy thì người câm là tu tịnh khẩu, con nít chưa biết nói là tu tịnh khẩu. Và điều đó cũng có nghĩa là cái người tử tù mà dùng cái vải đen bịt mắt cũng được xem là đang thu thúc nhãn căn hay sao. Đó, cho nên trong đạo Phật mình nên ông Thanh Tông nói rõ ràng là thu thúc nhãn căn không có nghĩa là phá hủy cái nhãn cầu. Thu thúc cái nhĩ căn không có nghĩa là phá hủy cái thần kinh thính giác. Thu thúc cái tỷ căn không có nghĩa là phá hủy cái thần kinh khứu giác. Thu thúc cái thiệt căn không có nghĩa là phá hủy cái thần kinh vị giác. Và thu thúc cái thân căn không có nghĩa là biến mình đã thành thân, là bán thân bất toại, không có cảm xúc. Không phải thu thúc ý căn là uống thuốc ngủ gì cho nó ngủ cho nó đã, không có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nha, mà là sự cố ý lìa xa điều xấu mới gọi là thu thúc, mới gọi là tu tập. Cho nên tôi nhắc lại 100 lần, không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Cho nên nhiều vị nghĩ rằng không giữ tiền là hay, thì tôi xin nói rõ cẩn thận chỗ đó. Bởi vì tôi biết bên Thái Lan có nhiều vị là có đệ tử bên Miến Điện thì là cấp ký giá, và bên Thái Lan là tôi không biết là kêu cái gì, nhưng mà đại khái là hình như là kêu bộ bắt cát, hay là bộ bắt cát, có nghĩa là cái người hầu cận ấy, đi đâu cái người ta cúng dường, cái chỉ tay qua cái người kế bên ấy, cái đệ tử Phật tử họ đem cái bao thờ nhét vô tay cái ông sư hoặc người cư sĩ ngồi bên cạnh mình ấy. Để mình cứ tự cho mình là người không giữ tiền, nhưng mà trong khi buổi đi về hỏi nãy là cúng nhiêu, cái đó không tốt. Hoặc là mình quan tâm, mình để ý thì lúc này cái thằng này giữ tiền thì mình sẽ lúc này thấy nó xài hơi nhiều. Ở đâu nó có vậy ta? Cái chủ này không được. Tôi xin nói nhỏ nhỏ, nói lớn nói kỳ, chắc nói lớn cũng không ai nghe, vì tôi đang là nói bằng tiếng Việt. Là tôi vào ở trong cái thiền viện Chittha Mahasi ở Yangon ấy. Tôi gặp cái vị mà thiền sư, nói thiền sư có đúng là vị này phiên dịch cho thiền sư thôi. Tôi nhớ tôi có cúng cái bộ thơ cho ngài, mà ngài nói tiếng Anh lưu loát lắm. Ngài nói là ngài không có được phép touch vô cái đồng tiền, ngài xài cái chữ touch. Ngài nói không có đụng được đồng tiền. Ngài kêu tôi lấy để cái đồng tiền lên trên cái bàn thờ, sau đó có cái dĩa, tôi thấy rất nhiều bộ thơ lên đó. Rồi xong rồi ngài đứng dậy, ngài mới mở cái tháp xá lại cho tôi coi. Ngài mới nói là khoe rằng ở đây có. Thì tôi hơi thất vọng. Tôi thất vọng là tại sao ngài làm hai cái động tác thứ nhất là cái luật mà tại sao không cho tỳ kheo giữ tiền ấy, có cái ý nghĩa là tại sao là vì Đức Phật thì ngài thấy cái tư hữu, cái tài sản tư hữu nó tuyệt đối là không nên. Tỳ kheo mà giữ tiền ít được nó sẽ giữ tiền nhiều, mà giữ tiền nhiều được nó sẽ nghĩ đến cái chuyện sở hữu tài sản lớn. Mà tỳ kheo mà có lòng mà hãy tỳ kheo giữ được tài sản thì nó nảy sinh ra hai nhu cầu kiếm tiền và bảo trì. Kiếm tiền và bảo trì. Mà một vị tỳ kheo mà có nhu cầu kiếm tiền và bảo trì thì bản chất thì có như hết là tàn đời nha. Bỏ nhà nhỏ đi tìm nhà lớn thôi. Phải hiểu cái luật tại sao Đức Phật không cho giữ tiền là như vậy đó. Nếu anh cầu đạo giải thoát thì anh không có lý do gì mà anh đi kiếm tiền hết. Nếu nói rốt ráo, chính nói như vậy không nghĩa là tôi chê tiền nha. Cái vị thử gửi tôi 20-30 ngàn thì tôi cũng vẫn nhận cho thường nha. Nhưng mà phải nói rõ là giữ giới, không cầm tiền bạc tệ vàng ngọc, có hiểu tại sao. Còn anh này vị này, tôi nghĩ anh nói vị này dốt,
nhưng mà tại vì là giữ theo cái kiểu vui vui vậy đó, cho là chủ trương là không có chạm. Nhưng mà anh đưa tôi thì anh cứ việc để ở trên tủ tủ thờ của tôi đi. Cái đó tôi nghĩ là nó có vấn đề, cái đó có vấn đề. Tôi không tin là vị này hiểu sai cái giới giữ tiền, nhưng mà tôi nghĩ rằng cách giữ nó thì chưa có rốt lắm, chưa có rốt lắm. Vào Việt Nam mình có cái màn vui lắm, Việt Nam mình có cái chuyện là vui, là mình muốn nói xấu ai đó thì mình bắt đầu câu đó nè. Tôi nói không phải nói xấu, tôi nói không phải nói xấu, mà 99% ấy, mỗi lần mà mình nghe thằng Tèo mà nó bắt đầu cái câu đó là mình biết nó sắp chửi thằng Tí, không còn cái nước ngon nào hết. Vì để người Việt Nam có cách nói nó vui lắm. Anh biết tôi nói không phải nói xấu chứ cái bà nó có tệ, có tưởng tượng. Mà trước khi nói là đã rào rớt, tôi nói mà không phải nói xấu. Hoặc là tôi thì nói nào ngay, cái gì có thì nói, nào phải thì thôi. Bắt đầu đề ba bằng cái câu này xong là mình biết đằng sau đó là nguyên một loạt chửi người ta, không còn cái non nước nữa. Rồi mọi người Việt mình còn có một cái chiêu nữa, cũng đọc không kém đó. Tôi nói sư đừng có buồn nha, là mình biết đằng sau đó là toàn là chuyện mà mình phải buồn, không buồn mới lạ. Mà lúc nào bắt đầu cái chửi người ta, nó nói nặng người ta, lúc nào bắt đầu thôi. Tôi nói anh đừng có buồn nha, mà toàn nói chuyện người ta buồn không. Tôi nói phải nói xấu nghe, mà toàn là nói xấu không. Rào trước cho nó yên tâm, để tha hồ nói. Thì cái trường hợp đó không được gọi là thiện ngữ. Và trong chú giải mới nói thế này. Cái trường hợp thứ nhất là Pi su ná đô sa hay ta Pi su ná đô sa Đó hay ta là lìa bỏ tất cả những vấn đề đi ra từ lời đâm thọc. Cái đó là tôi cố ý tôi dịch rất là dài, là bởi vì không thể gọn hơn được, bởi vì phải dài nó mới rộng được. Dài cộng rộng nó nhân hai nên nó mới là ra được cái này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lìa bỏ tất cả những vấn đề mà đi ra từ lời đâm thọc. Có nghĩa là nhiều khi nó không hẳn là lời đâm thọc, nhưng mà cái kiểu nói nó gần như là lời đâm thọc, nó có nội dung của lời đâm thọc, thì mình phải lìa bỏ nó luôn. Đó, những vấn đề đi ra từ lời đâm thọc đó, nghĩa là mình không có người ta hỏi mình chỉ nó có hay không, mình thay vì mình nói mình cho nó tan nhà nát cửa, mình nó nói mình cũng ngại, nhưng mà mình cũng có kiểu vòng sao đó để cho cuối cùng cái mục đích của nó là làm cho người ta tầm mạnh té lẹ ra. Trong trường hợp đó thì được gọi là, cũng được gọi là đâm thọc, nhưng mà trong đây mới nói rộng ra là tất cả những vấn đề. Tức là dù mình không có nói mà mình nói gián tiếp cũng được kể là mình mắc vào cái vấn đề của nó. Đó, bốn cái gì đó, bốn cái thiện ngữ hả? Bốn thiện ngữ nè. Thứ nhất đó là thiện thuyết, định nghĩa về chữ thiện thuyết. Thiện thuyết ba. Thứ hai là thăm măng gì quá ba sắp tí, có nghĩa là nói thuận pháp. Nói thuận pháp. Cái thứ ba nó là phí giá ba sắp tí, phí dân ba sắp tí, nói lời ái ngữ bằng từ tâm. Và cái thứ tư là sách chân gì quá đã sạch chị, nói lời chân thật vì yêu sự thật, ghét sự dối trá. Và định nghĩa trọng như vậy đó. Cái vì yêu sự thật, cho nên cái thứ nhất cái thứ là không có nói lời, có nghĩa là nói cái gì mà nó đem lại lợi ích cho mình, cho người đời này đời sau, không có nói cái lời đem lại cái điều hại cho mình, đời người này và đời sau. Thì trong đây có bốn định nghĩa đó. Thứ nhất đó là
Pisunat Nu Sarahita. Cái thứ hai nó gọi là Samhapalapa. Samhapalapa Du Sarahita. Bỏ những vấn đề đi ra từ từ chi, từ tiến luận rồi cái gì nữa, đấy là harusalika lìa bỏ lời ác ngữ nói bằng sân tâm hay hại tâm. Nói bằng sân tâm hay hại tâm, đó là gọi là lời ác ngữ. Có nghĩa là từ thật ghét cái sự dối trá đó thì mới có thể nói được cái lời chân thật. Chúng ta biết chứng thánh nhân là thấy được thành thánh phải yêu sự thật, không? Chính thánh nhân là thấy được sự thật, mà nên muốn thành thánh thì phải yêu sự thật. Mặc dù cái sự thật mà trong tứ đế nó không phải là sự thật, trong đời sống của mình nói hay nói chuyện thì như bây giờ có nữa có không nữa không, cái đó cái sự thật thì nó không phải là cái sự thật lúc mình chứng ngộ, đúng. Nhưng mà nó có điểm giống nhau, nghĩa là nó là cái bản chất rốt ráo của vấn đề. Mình biết mình quen cái thói quen, mình biết tôn trọng cái rốt ráo của vấn đề, thì mình muốn là thánh, chứng thánh nhân là thấy được sự thật, mình muốn thành thánh thì yêu sự thật. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, vì còn có thương thích ghét sợ nên mới có bất mãn, mới có ghét, mới có bất, mới có cũng ưa người này người kia. Nhưng mà với một người hiểu đạo thì phải hiểu rằng trên đời này chỉ có hai hạng người. Đời chỉ có hai hạng người đáng thương và dễ thương, làm sao có kẻ nào để ta nói lời ác. Hiểu không? Lời ác là lời nặng nề đó. Đời chỉ có hai hạng người đáng thương và dễ thương, thì làm sao có kẻ nào để ta nói lời ác. Các vị còn nhớ cái câu cái hai hạng người này không? Người ác là người đáng thương. Thánh Gandhi có nói là hãy ghét cái điều ác nhưng mà hãy thương lấy cái người ác. Dĩ nhiên mình không phải là Thánh Gandhi mà làm câu này không có nổi. Nhưng mà phải nhìn nhận, mình phải nhìn nhận cái câu này là câu nói rất là tuyệt vời mà con người có thể nghĩ ra. Nghe. Hãy ghét cái điều ác nhưng mà hãy thương cái người ác, cái người phạm tội, để thương họ chứ. Bởi vì mình tưởng tượng như nếu đó là người thân của mình mà họ đi cưỡng hiếp phụ nữ, đốt nhà, cướp của, giết người, mình nghĩ có thê thảm không? Mình thử nghĩ cái người thương của mình, người thân của mình, ba má mình, chị em mình, hay con cháu mình mà nó nghiện ngập chích hút, rồi nó đi nó cướp nhà băng, nó giết người, nó nghĩ có phải tội nghiệp nó không? Tội nghiệp chứ, mình thương chứ. Nhưng mà tại vì cái người mà thủ ác đó không phải là người thân của mình cho nên mình thấy ghét. Chứ đúng ra đó, thì đến đời này theo trong tinh thần của Đức Phật đó, thì chỉ có hai hạng chúng sinh thôi. Cho dù có 7 tỷ người, 15 tỷ người, 800 tỷ người thì nó cũng gói gọn không có hai hạng thôi. Đó là hạng đáng thương và dễ thương. Thì cái hạng đáng thương là chính là người ác đó, là người đáng thương. Và người thiện là cái người dễ thương, chỉ vậy thôi chứ không có hạng thứ ba. Cái giết thì được gọi là người dễ thương. Trong mắt ngài đó, có người ngài nhìn bằng tâm bi, có người ngài nhìn bằng tâm hỷ, có người ngài nhìn bằng tâm từ. nó lạ như vậy. Cái người mà có từ tâm á, người mà có vô lượng tâm á, họ nhìn người ác á, họ nhìn bằng người có từ tâm, họ nhìn cái người ác, người khổ, họ nhìn bằng bi. Rồi họ thấy người thiện, họ thấy người hạnh phúc, họ nhìn bằng hỷ tâm. Hỷ tức là tùy hỷ đó. Đau hay ác độc á, thì bằng tâm bi mẫn để nhìn người hiền thì
bàn tâm, tâm chi, tâm trí. Đó, để khai. Lúc nào mình cũng cách mình nhìn hết trơn á. Nhìn cái người khổ đau hay là ác độc thì bằng tâm bi mẫn. Mình nhìn họ khổ thì mình biết rằng họ đang chịu quả bất thiện. Còn thấy họ ác thì mình biết họ đang gieo nhân bất thiện. Đó, tâm lên nó thương, thương thì thấy nó tội là tội chứ đó. Thấy họ khổ biết họ đang hưởng, thấy họ khổ thì biết họ đang hưởng cái quả ác, mà thấy họ ác thì biết họ đang gieo cái nhân khổ. Còn mình thấy người thiện á thì mình vui là mình biết họ đang gieo cái nhân vui. Mình thấy người thiện thì họ đang gieo nhân vui, và thấy người vui á thì mình biết họ đang câu cho phải nghiêm quá. Nhìn người ác biết họ đang gieo nhân khổ, rồi cái nhìn người khổ, thấy nó hơi tiểu học chút nhưng mà ghi mấy câu này hay lắm. Biết đang gieo nhân vui mà nhìn người hạnh phúc á, biết họ đang hái quả lành. Vậy đó, đây là một cái câu thần chú nha, để mà mình phải thương người khác. Nhìn người ác bị họ đang gieo nhân khổ, mà nhìn người khổ bị họ đang hái quả ác. Rồi nhìn người thiện biết họ đang gieo nhân vui, mà nhìn người vui thì biết họ đang gieo nhân thiện. Vậy đó, rất là dễ nhớ. Chỉ có cách này thôi thì mình mới hiểu tại sao Đức Phật ngài không có dặn ai hết. Đúng, ngài không còn tâm sân đó, lấy gì đâu mà dặn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ngài nhìn mỗi người, ngài nhìn từ những góc cạnh này nè, nhìn những góc cạnh này nè. Thì một cái được, hiểu được bốn cái, hiểu được cái bài kinh mình mà này nè, hiểu được bài kinh thiện thuyết mà từ những khía cạnh này nè, mình mới thấy bài kinh này sâu. Ồ, mới thấy bài kinh này sâu. Chỉ còn mình hiểu mà lơ mơ lang mang thì thấy có mua cái này ai biết bài kinh dễ. Đúng, bài kinh này dễ. Nhưng mà mình phải hiểu rộng như vậy đó, mình thấy nó lớn diện với nhiều vấn đề khác. Bây giờ xin hẹn nhau ngày thứ ba. Dạ, thật mệt lắm rồi, quá diện mệt. Xin đảnh lễ chư tôn đức và xin kính chào quý vị. Dạ. À quên hả? Xin cảm ơn các vị ông Dương Tiêu hả? Không hề nói gì cho chúng tôi biết một chữ nào, nhưng mà đã lặng lẽ âm thầm trong bóng tối đi xin tiền bà con để mà bố thí cho cái bộ sách thiệt là quý, bởi vì đã nói cái bộ đó mà không chấp được thật là đáng tiếc, mà cũng là thiệt là đáng tiếc. Mà có nhiều nó đau bụng một cái chỗ đó là cái tiền cước bưu điện mắc tương đương với cái tiền mua sách. Cái tiền mua sách thì nó không có mắc, nhưng mà tiền cước nó đau quá, cho nên nó là coi như là con dâu thì nhà bên nhà vợ cho không, mà tiền rước dâu thì cái mấy chục triệu thì cái nó chắc không dám cưới rồi. Cho nên là thôi tôi đang suy nghĩ của ai về nước không ngờ ngay lúc này thì ổng lại là trong kinh nó là bố thí đó. Một là bố thí cái vật mà người ta thích, hai là bố thí cái vật đúng, bố thí đúng lúc đúng thời, thứ ba là cái vật đó nó có cái ý nghĩa, nó có lợi ích thì không được lắm. Mà thứ tư nữa là đúng người nữa. Một là đúng người, hai là đúng cái vật. Đúng vật đây nghĩa là cái vật nó đem lại lợi ích, chứ không phải là vật tào lao như rượu chè thuốc gây nghiện thì không có được. Cho nên người ra có nhu cầu mà lại đúng lúc nữa thì coi như không biết vô được. Xin hồi xin chia phước chúng ta, xin chỉ với tất cả bà con kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Kẻ ít người nhiều cái công người của. Xin cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.